Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 4751 Hoàng đế Hiên Viên, tổ tiên của loài người. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã hiểu ra, nếu như không phải vì có quan hệ đặc thù này thì dù xác của Hạo Thiên có ngâm trong huyết ô chỉ e rằng cũng đã thối rữa từ lâu. Tôi nhận thua, Suda lập tức buông bỏ suy nghĩ đối kháng, quỳ xuống cầu khẩn. Nếu như đối phương thật sự là Hạo Thiên, vậy thì trận chiến này căn bản không có bất cứ điểm gì đáng để chờ mong, cho dù toàn bộ số cao thủ đang ẩn nấp trong rừng cây giết ra thì kết quả cũng chỉ để làm đối tượng rèn luyện cho đối phương mà thôi. Hạo Thiên năm xưa đáng sợ tới độ nào chỉ có hắn và người cùng thời đại mới hiểu được, cho dù là cao thủ thiên cảnh ở trước mặt Hạo Thiên cũng phải nể nang vài phần. Cũng phải nể nang vài phân. Bất cứ một cao thủ thiên cảnh nào đều là sự ồn tại hết sức cao ngạo, sao có thể khép nép khúm núm trước người khác. Điều này chỉ có thể nói lên rằng cao thủ thiên cảnh căn bản cũng chẳng đáng nhắc đến ở trước mặt Hạo Thiên. Mà bản thân Juda lại chính là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, nhân phẩm cực kỳ thấp kém, loại người giống như hẳn đều đã điều tra rất tỉ mỉ bất cứ một đứa con cưng của trời nào. Thậm chí năm đó còn giống như một con chó giữ nhà đi liếm gót giày của Hạo Thiên. Nếu không thì hắn cũng sẽ không có được nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng như thế từ chỗ của Hạo Thiên. Bây giờ, bảo hắn đối diện trực tiếp với Hạo Thiên, có cho hắn 10 lá gan thì hắn cũng không có dũng khí đó. Đối diện với những lời van xin khổ sở của Juda, Tiêu Chính Văn căn bản chẳng buồn bận âm, vẫn điên cuồng hấp thu sức mạnh bên trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, Juda đã biến thành một ông lão già nua, làn da thô ráp như giấy, sắc mặt vàng vọt. Sức mạnh bên trong cơ thể hắn gần như cũng đã bị Tiêu Chính Văn rút hết chẳng còn gì. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn nới lỏng tay, Juda vốn bừng bừng khí thế lúc này lại giống như một người da bọc xương, cả người mềm nhũn vô lực, thậm chí ngay cả việc đứng thẳng cũng cực kỳ khó khăn. Ừ, không tệ, Tiêu Chính Văn khẽ nắm tay, gật đầu với vẻ cực kỳ hài lòng. May nhờ có sức mạnh mãi không cạn kiệt bên trong cơ thể. Juda mà bản thân lại có thể ăn nhập thêm vài phần với cơ thể này. Anh mau chóng khôi phục thể lực, thêm thời gian nữa tôi vẫn sẽ còn tới tìm anh. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Juda đang xui lơ trên đất, cười nói. Chương 4752 nghe thấy lời này, cả người Juda đều cảm thấy không ổn. Tiêu Chính Văn rõ ràng đang coi hắn như là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể, chưa nói tới việc suýt thì hút cạn hẳn, qua vài ngày còn muốn tới thêm lần nữa. Juda sợ tới độ hết lăn lại bò chạy vào trong thần điện trên đỉnh đồi ước cự, đóng chặt cửa lớn, thậm chí còn không dám nhìn Tiêu Chính Văn thêm một lần. Dù hắn có vô liêm sỉ, thấp hèn tới đâu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn nhỏ nhặt đó căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Giống như Tiêu Chính Văn giờ căn bản không phải là người mà đẳng cấp như hắn có thể so bì ồ ở trước mặt Tiêu Chính Văn, hắn giống như một học sinh tiểu học, căn bản chẳng đỡ nổi một đòn. Tin tức, Juda bại trận vừa mới truyền ra, gần như cả âm phủ đều bị chấn động. Phải biết rằng hắn là Juda đó, hàng nghìn năm nay. Có biết bao người chỉ muốn ăn thịt hắn, uống máu hẳn, thế nhưng kết quả thì sao? Ai có thể động tới hẳn dù chỉ một chút, chứ chưa nói là đánh bại hắn. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tiêu Chính Văn lại liên tiếp đánh bại ba cao thủ đỉnh cao chỉ trong vòng một ngày. Top 10 cao thủ xếp sau mấy người Juda gần như ai nấy đều tự cảm thấy lo sợ. Lo lắng chiến thư của Tiêu Chính Văn sẽ tới bất cứ lúc nào. Lúc này, ABC Mây bên phía Vi Hào cũng bất lực thở dài một tiếng. Tất cả thế lực lớn của Vi Hào đều đang âm thầm suy đoán lai lịch của Tiêu Chính Văn. Mà bên phía Hoa Quốc, thế lực các phương cũng đang bàn luận về Tiêu Chính Văn. Ngay tức thì, Tiêu Chính Văn đã trở thành nhân vật tiêu điểm bàn tán của cả âm phủ. Nếu như nói Hisanaen và ABC Mây bại trong tay Tiêu Chính Văn nghe vẫn còn hợp lý. Dẫu sao nhân phẩm của hai người họ cũng phơi bày ra đói Juda là người thế nào. Tên tiểu nhân nổi danh cả âm phủ. Hơn nữa mức độ bỉ ổi của thủ đoạn rõ ràng khiến cho người ta căm phẫn. Loại người này bại trong tay của Tiêu Chính Văn thì đã nói lên rất rõ vấn đề rồi. Mặc dù người dưới tầng đáy không quá hiểu về Juda, thế nhưng lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn lại hiểu quá rõ về người này, đừng nói là một đấu một, ngay tới mấy cao thủ cùng đẳng cấp cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngay cả mấy lão quái đang ẩn cư cũng không thể tùy tiện đi đắc tội với loại người như Juda lúc này. Bên trong cung Sở Giang Vương ở Hoa Quốc, một cậu thanh niên mặc đồ trắng chậm rãi bước tới gần Sở Giang Vương,
nói, ông nội, người thần bí đó thật sự có điểm gì hơn người sao? Chương 4753 ngay cả ông nội cũng phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Cậu thanh niên không chỉ là cháu trai của Sở Giang Vương mà còn là sự tồn tại đỉnh cao trong lớp thanh niên của thập điện âm phủ. Điểm hơn người, người giống như vậy đâu chỉ đơn giản là vượt hơn người thường, cháu từng thấy có ai liên tiếp đánh bại ba cường giả đỉnh cao chỉ trong vòng một ngày chưa? Sở Giang Vương nghiêm túc nói. Ông nội, chẳng bao lâu nữa cháu cũng có thể, cháu ư. Cháu còn kém xa lắm, chưa nói tới người khác, chỉ riêng Juda đã là sự ồn tại mà cả đời này cháu chẳng thể nào vượt qua được rồi, Sở Giang Vương bất lực thở dài một tiếng. Mặc dù ông ta kỳ vọng rất cao vào cháu trai của mình, thế nhưng cũng tự biết thực lực của nó đến đâu. Cháu trai của mình tương lai có thể đạt tới độ cao ra sao không ai hiểu rõ hơn ông ta. Có một số chuyện căn bản không chỉ dựa vào năm tháng là có thể giải quyết được. Thứ như là tư chất cũng tuyệt đối chẳng thể bổ sung thông qua nỗ lực. Cùng lúc này, sau khi Tiêu Chính Văn ở về phương Bắc thì tới tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm, Hạo Thiên rốt cuộc có xuất thân thế nào? Có phải là người của nhà họ Hiên Viên không? Tiêu Chính Văn nghiêm túc hỏi. Anh Tiêu, cái này tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết là trên ngực cậu ấy có một vết bất hình kiếm, Diệp Phàm nghĩ ngợi rồi lên tiếng. Chỉ trong nháy mắt, Suda đã biến thành một ông lão già nua, làn da thô ráp như giấy, sắc mặt vàng vọt. Sức mạnh bên trong cơ thể hắn gần như cũng đã bị Tiêu Chính Văn rút hết chẳng còn gì. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn nới lỏng tay, Suda vốn bừng bừng khí thế lúc này lại giống như một người da bọc xương, cả người mềm nhũn vô lực, thậm chí ngay cả việc đứng thẳng cũng cực kỳ khó khăn. Ừ, không tệ, Tiêu Chính Văn khẽ nắm tay, gật đầu với vẻ cực kỳ hài lòng. May nhờ có sức mạnh mãi không cạn kiệt bên trong cơ thể. Suda mà bản thân lại có thể ăn nhập thêm vài phần với cơ thể này. Anh mau chóng khôi phục thể lực, thêm thời gian nữa tôi vẫn sẽ còn tới tìm anh. Tiêu Chính Văn liếc nhìn, Suda đang sụi lơ trên đất, cười nói. Nghe thấy lời này, cả người, Suda đều cảm thấy không ổn. Tiêu Chính Văn rõ ràng đang coi hắn như là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể, chưa nói tới việc suýt thì hút cạn hắn, qua vài ngày còn muốn tới thêm lần nữa. Duda sợ tới độ hết lăn lại bò chạy vào trong thần điện trên đỉnh đồi ước cự, đóng chặt cửa lớn, thậm chí còn không dám nhìn Tiêu Chính Văn thêm một lần. Dù hắn có vô liêm sỉ, thấp hèn tới đâu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn nhỏ nhặt đó căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Giống như Tiêu Chính Văn giờ căn bản không phải là người mà đẳng cấp như hắn có thể so bì. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, hắn giống như một học sinh tiểu học, căn bản chẳng đỡ nổi một đòn. Chương 4754 tin tức, Suda bại trận vừa mới truyền ra, gần như cả âm phủ đều bị chấn động. Phải biết rằng hắn là Suda đó. Hàng nghìn năm nay, có biết bao người chỉ muốn ăn thịt hắn, uống máu hẳn, thế nhưng kết quả thì sao? Ai có thể động tới hẳn dù chỉ một chút, chứ chưa nói là đánh bại ha. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tiêu Chính Văn lại liên tiếp đánh bại ba cao thủ đỉnh cao chỉ trong vòng một ngày. Top 10 cao thủ xếp sau mấy người Juda gần như ai nấy đều tự cảm thấy lo sợ. Lo lắng chiến thư của Tiêu Chính Văn sẽ tới bất cứ lúc nào. Lúc này, ABC Mây bên phía Vi Hào cũng bất lực thở dài một tiếng. Tất cả thế lực lớn của Vi Hào đều đang âm thầm suy đoán lai lịch của Tiêu Chính Văn. Mà bên phía Hoa Quốc, thế lực các phương cũng đang bàn luận về Tiêu Chính Văn. Ngay tức thì, Tiêu Chính Văn đã trở thành nhân vật tiêu điểm bàn tán của cả âm phủ. Nếu như nói Hisanaen và ABC Mây bại trong tay Tiêu Chính Văn nghe vẫn còn hợp lý. Dẫu sao nhân phẩm của hai người họ cũng phơi bày ra đó. Suda là người thế nào? Tên tiểu nhân nổi danh cả âm phủ. Hơn nữa mức độ bỉ ổi của thủ đoạn rõ ràng khiến cho người ta căm phẫn. Loại người này bại trong tay của Tiêu Chính Văn thì đã nói lên rất rõ vấn đề rồi. Mặc dù người dưới tầng đáy không quá hiểu về Juda, thế nhưng lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn lại hiểu quá rõ về người này, đừng nói là một đấu một, ngay tới mấy cao thủ cùng đẳng cấp cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngay cả mấy lão quái đang ẩn cư cũng không thể tùy tiện đi đắc tội với loại người như Juda lúc này. Bên trong cung Sở Giang Vương ở Hoa Quốc, một cậu thanh niên mặc đồ trang chậm rãi bước tới gần Sở Giang Vương, nói ông nội, người thần bí đó thật sự có điểm gì hơn người sao? Ngay cả ông nội cũng phải nhìn anh ta bằng con mắt khác.
Cậu thanh niên không chỉ là cháu trai của Sở Giang Vương mà còn là sự tồn tại đỉnh cao trong lớp thanh niên của thập điện âm phủ. Điểm hơn người, người giống như vậy đâu chỉ đơn giản là vượt hơn người thường, cháu từng thấy có ai liên tiếp đánh bại ba cường giả đỉnh cao chỉ trong vòng một ngày chưa? Sở Giang Vương nghiêm túc nói. Ông nội, chẳng bao lâu nữa cháu cũng có thể, cháu ư. Cháu còn kém xa lắm, chưa nói tới người khác, chỉ riêng. Suda đã là sự tồn tại mà cả đời này cháu chẳng thể nào vượt qua được rồi, Sở Giang Vương bất lực thở dài một tiếng. Chương 4755 mặc dù ông ta kỳ vọng rất cao vào cháu trai của mình, thế nhưng cũng tự biết thực lực của nó đến đâu. Cháu trai của mình tương lai có thể đạt tới độ cao ra sao không ai hiểu rõ hơn ông ta. Có một số chuyện căn bản không chỉ dựa vào năm tháng là có thể giải quyết được. Thứ như là tư chất cũng tuyệt đối chẳng thể bổ sung thông qua nỗ lực. Cùng lúc này, sau khi Tiêu Chính Văn ở về phương Bắc thì tới tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm, Hạo Thiên rốt cuộc có xuất thân thế nào? Có phải là người của nhà họ Hiên Viên không? Tiêu Chính Văn nghiêm túc hỏi. Anh Tiêu, cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết là trên ngực cậu ấy có một vết bất hình kiếm, Diệp Phàm nghĩ ngợi rồi lên tiếng. Anh Tiêu, trong thời gian anh đến đổi ước cự, tôi nhận được một bức thư gửi cho An Hưu. Diệp Phàm vừa nói vừa đưa bức thư cho Tiêu Chính Văn. Về lý mà nói, từ khi đặt chân vào âm phủ, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với vùng ngoài lãnh thổ mà theo truyền thuyết, thông qua việc đốt giấy có thể giúp những người ở cối âm nhận được tiền tài cũng là lời nói vô căn cứ. Suy cho cùng, âm phủ cũng là một thế giới rộng lớn, giống như thế tục và vùng ngoài lãnh thổ, hoàn toàn là mảnh trời độc lập. Tiêu Chính Văn cầm lấy lá thư và liếc nhìn nó. Trong thư nói rằng, Trần Huy Tổ đã trở về nhà họ Trần, hơn nữa từ miệng nhà họ Trần biết được rằng Tiêu Chính Văn đã tới âm phủ, ông ta luôn muốn giúp Tiêu Chính Văn một tay. Do đó, ông ta đã sử dụng một vài thế lực của nhà họ Trần trong âm phủ. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn lần này đến âm phủ một mình, thế lực non yếu, Trần Huy Tổ lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ gặp bất trắc nên mới giấu người nhà họ Trần, điều động thế lực nhà họ Trần ở âm phủ. Hả, Tiêu Chính Văn hơi ngạc nhiên khi đọc đến đây. Chẳng lẽ giữa họ Trần và âm phủ vẫn có mối liên hệ? Âm phủ cũng có người họ Trần sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Họ Trần, tôi không biết anh Tiêu đang nói đến họ Trần nào. Trần quỷ thủ à, Diệp Phàm cau mày hỏi. Có rất nhiều nhà họ Trần, trước tiên anh ta phải xác nhận nhà họ Trần mà Tiêu Chính Văn đang nói đến là nhà họ Trần nào. Con cháu của Trần Khánh Chỉ, Tiêu Chính Văn nghiêm nghị hỏi. Đương nhiên là có, ở Thiên Nam thuộc 7 tỉnh phía Nam. Diệp Phàm vội vàng giải thích. Mặc dù Diệp Phàm chưa bao giờ rời khỏi phương Bắc, nhưng anh ta từng nghe nói về một số gia tộc lớn nổi tiếng trong âm phủ chỉ là, nhà họ Trần này từ trước đến nay vô cùng khiêm tốn. Cho tới nay không ai biết nhà họ Trần rốt cuộc có bao nhiêu con át chủ bài, cũng không biết họ mạnh hơn bao nhiêu lần so với nhà họ Diệp chúng ta. Ngay cả khi Hạo Thiên còn sống, cậu ấy cũng không dám trêu chọc nhà họ Trần này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4756. Theo tôi được biết, ngay cả thập điện Diêm Vương cũng nể mặt nhà họ Trần vài phần. Hơn nữa, bên trong âm tư hình như cũng có người nhà họ Trần. Tóm lại nhà họ Trần này sâu không lường được, Diệp Phàm nói ra hết tất cả những gì anh ta biết. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu rồi cất lá thư đi. Đây là lòng tốt của Trần Huy Tổ nên Tiêu Chính Văn cũng không có lý do gì để từ chối. Dù sao, một mặt anh cũng không có ân oán gì với nhà họ Trần, mặt khác, bây giờ Trần Huy Tổ đang ở trong nhà họ Trần, vì sự an toàn của Trần Huy Tổ, Tiêu Chính Văn sẽ không đắc tội với nhà họ Trần. Đồng thời, Tiêu Chính Văn cũng có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu chi tiết về nhà họ Trần. Giờ phút này, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng bùi ngùi cảm thán, Hoa Quốc trăm ngàn năm qua, thế gia nhiều vô kể, thế lực các phương càng vô cùng phức tạp. Giống như một mớ hỗn độn, thay mặt tôi liên lạc với nhà họ Trần, mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân đến thăm. Tiêu Chính Văn quay đầu ra lệnh với Diệp Phàm. Vâng, Diệp Phàm ôm quyền về phía Tiêu Chính Văn một cách cung kính, sau đó đi ra khỏi đại sảnh. Sau khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa, ngày hôm sau Tiêu Chính Văn lên đường đến tỉnh Thiên Nam. Lúc này, bên ngoài phủ nhà họ Trần, tất cả con cháu nhà họ Trần đã xếp hàng dài để chào đón từ sớm, thậm chí Trần Thiên Nam tương đương người quản lý nhà họ Trần ở Thiên Nam cũng đang đích thân đợi ở cổng. Bố, không phải chỉ là đón một người thôi sao?
có cần bố phải đích thân ra nghênh đón vậy không? Một thanh niên bước tới trước, ỏ vẻ khinh thường. Trần Thành, khi nào cái tính bốc đồng của con mới chịu thay đổi hả? Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng nên xem thường bất cứ ai, cũng không được đề cao bản thân mình quá. Trần Thiên Nam lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng sắc mặt bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có ý trách móc Trần Thành. Một người đàn ông trung niên bên cạnh liếc nhìn Trần Thành, cau mày nói, sau này học hỏi Trần Doanh nhiều thêm đi, người ta nhỏ hơn con nhưng lại trưởng thành hơn con rất nhiều. Nghe vậy, Trần Thành lạnh lùng liếc nhìn cô gái trẻ đứng phía sau. Thực ra cô ta chỉ là con nuôi nhà họ Trần, nếu nhà họ Trần không nhận làm con nuôi thì có lẽ bây giờ cô ta đã chết rồi. Trần Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không dám phản bác, quay sang nói với Trần Thiên Nam, bố, rốt cuộc là nhân vật lớn nào đến mà bố phải đích thân ra đón thế? Còn nữa, con có thể không đón tiếp cùng mọi người được không? Con có hẹn với bạn đi chào hỏi nhân vật thần bí hôm qua rồi, bố thấy. Chương 4757 Tiêu Chính Văn, Trần Thiên Nam bình tĩnh nói. Tiêu Chính Văn, hắn có lai lịch thế nào? Ha, là người chưa đến 30 tuổi đã đạt đến thiên cảnh ở vùng ngoài lãnh thổ sao? Trần Thành cau mày nói. Mặc dù Tiêu Chính Văn nổi danh ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng nơi đây là âm phủ, cho dù là người mạnh nhất ở vùng ngoài lãnh thổ thì ở âm phủ cũng chẳng là gì cả. Sao nhà họ Trần phải tiếp đón nồng nhiệt như vậy chứ? Trần Thiên Nam hắng giọng, cau mày nói, chẳng phải bố vừa bảo con phải trưởng thành hơn sao? Dù sao cậu A cũng là thiên tài bậc nhất ở vùng ngoài lãnh thổ, lát nữa gặp người ta nhất định phải khách khí đấy. Hơn nữa đây là cuộc gặp mặt do phía nhà chính của nhà họ Trần sắp xếp, hiểu chưa? Trần Thành cười giễu cợt, tên thiên tài bậc nhất kia đến âm phủ thì chẳng là cái thá gì cả. Hắn chỉ dám nói thầm những lời này trong lòng. Dù sao đây cũng là ý của nhà chính, mặc dù bọn họ ở âm phủ, nhưng cũng chỉ là một nhánh của nhà họ Trần. Bố, tên này chính là người hẹn đấu võ với Tả Phượng Kiều ở âm phủ một tháng sau phải không? Tốt hơn hết là nhà họ Trần chúng ta đừng xen vào chuyện này. Chắc bố hiểu rõ kế hoạch của Tả Bạch Đào và Âm Tư hơn con. Trần Thành nói với sắc mặt khó coi. Mặc dù nhà họ Trần cũng có tiếng nói nhất định ở âm phủ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Âm Tư. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết rõ kế hoạch chi tiết của Tả Bạch Đào và Âm Tư, nếu nóng vội nhúng tay vào thì sẽ mang lại tổn thất cho nhà họ Trần. Đặc biệt là Tả Bạch Đào còn âm thầm cấu kết với Sở Giang Vương, ngay cả Thập Điện Diêm Vương cũng nhúng tay vào, có thể thấy thế cục không thể đơn giản như vẻ bề ngoài. Quan trọng nhất là Trần Thành luôn yêu thâm Tả Phượng Kiều, cho dù Tiêu Chính Văn và hắn không liên quan gì đến nhau, nhưng trong lòng hắn đã coi Tiêu Chính Văn là kẻ thù của mình từ lâu rồi. Cậu ta có ân lớn với nhà họ Trần chúng ta, cho nên chúng ta phải báo đáp cậu ta, hiểu chưa? Trần Thiên Nam bình tĩnh nói. Bố, chuyện đó không liên quan gì đến nhà họ Trần ở âm phủ chúng ta. Muốn báo đáp ân tình thì người vùng ngoài lãnh thổ báo đáp mới phải, liên quan gì đến chúng ta? Trần Thành khịt mũi nói. Hai, đây là ý của gia chủ, không thể không nghe theo. Thực ra bố cũng nghi ngờ chuyện này, nghe nói kết cục của trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Tả Phượng Kiều đã được định sẵn rồi, nhà họ Trần hà tất gì phải sa vào vũng bùn này. Nhưng đây là lệnh của gia chủ. Chúng ta chỉ có thể làm theo mà thôi. Trần Thiên Nam lắc đầu thở dài. Theo lời bố, chúng ta cứ tiếp đón Tiêu Chính Văn tử tế, đừng tự chuốc họa vào thân là được. Chương 4758 Trần Thành nói xong, quay lại nhìn Trần Doanh. Trần Doanh không thèm để ý đến Trần Thành, coi như không nghe thấy lời hắn vừa nói. Thấy Trần Doanh coi thường mình, sắc mặt Trần Thành tối sầm lại. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì Trần Thiên Nam đã ngẩng đầu nói, cậu ta tới rồi. Ông ta là cao thủ thiên cảnh, có giác quan hơn người, vì vậy có thể phát hiện ra được khí tức của Tiêu Chính Văn đầu tiên. Cậu Tiêu, tôi là Trần Thiên Nam, rất hân hạnh được gặp cậu. Trần Thiên Nam vừa nói vừa chắp tay ôm quyền cúi chào Tiêu Chính Văn. Thấy Trần Thiên Nam làm vậy, đám người nhà họ Trần cũng lần lượt chắp tay cúi chào Tiêu Chính Văn. Đôi mắt vô cảm của Trần Doanh cũng lóe lên tia sáng. Một giây sau, Tiêu Chính Văn đã dừng lại trước cổng nhà họ Trần. Cậu Tiêu, nghe danh cậu đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trần Thiên Nam nói, tiến lên một bước, trên mặt nở nụ cười.
Những người khác trong nhà họ Trần chưa kịp bước lên chào hỏi, Trần Doanh đã nói trước, Trần Doanh xin chào anh Tiêu, thay mặt anh trai là Trần Huy Tổ gửi lời chào đến anh Tiêu. Tiêu Chính Văn nghe vậy liền quay lại nhìn Trần Doanh, cau mày hỏi, cô là em gái ruột của Trần Huy Tổ à? Đúng vậy, sau khi chết tôi đã đến thành Uông Tử ở âm phủ, may mắn được nhà họ Trần ở âm phủ giúp đỡ, nên mới có được ngày hôm nay. Trần Doanh mỉm cười với Tiêu Chính Văn. Trần Huy Tổ đã bí mật thông báo cho Trần Doanh mọi chuyện xảy ra ở vùng ngoài lãnh thổ, vì vậy Trần Doanh đã biến đến Tiêu Chính Văn và biết ơn anh từ lâu. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã đích thân ra tay báo thù cho nhà họ Trần. Nghe Trần Doanh nói vậy, Trần Thành vô thức nhíu mày, lộ ra vẻ oán hận. Cậu Tiêu, mời vào trong. Trần Thiên Nam không hề để ý mà làm động tác mời Tiêu Chính Văn vào trong. Vào trong sảnh lớn. Mọi người ổn định chỗ xong Trần Thiên Nam mới nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, mặc dù nhà họ Trần chúng tôi ở âm phủ thấp cổ bé học, nhưng chỉ cần cậu có lệnh, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để làm. Cảm ơn ông, Tiêu Chính Văn bình tĩnh khách sáo đáp. Cậu Tiêu khách sáo quá, nếu không phải chúng tôi không có khả năng phá vỡ kết giới âm phủ thì tôi đã đến vùng ngoài lãnh thổ để chào hỏi cậu Tiêu từ lâu rồi. Nhân vật lớn như cậu Tiêu đến nhà họ Trần, thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá. Trần Thiên Nam cười nói. Vừa dứt lời, Trần Thiên Nam đã phất tay ra hiệu cho người phía sau, không lâu sau, yến tiệc đã được dọn lên. Chương 4759 Trần Doanh ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề để ý đến Trần Doanh, mà vẫn trò chuyện cùng Trần Thiên Nam, điều này khiến Trần Doanh lòng như lửa đốt. Cậu Tiêu, chúng ta đều là người một nhà, nếu đã là người nhà thì tôi cũng không cần giấu giếm nữa. Thật ra, lần này cậu đến âm phủ xế gặp nguy hiểm lớn. Trần Thiên Nam cầm ly rượu nói. Dù sao Trần Thiên Nam cũng là cao thủ thiên cảnh, là người có địa vị, vì vậy, chỉ cần ngồi đó cũng có năng lực bao quát tứ phương. Đám người nhà họ Trần nghe vậy cũng gật đầu lia lịa. Thật ra, người khiêu chiến cậu lần này không chỉ có hai bố con Tả Bạch Đào, mà Thập Điện Diêm Vương và Âm Tư cũng tham gia. Chắc cậu cũng nghe nói đến Sở Giang Vương rồi nhỉ, người này cũng có quan hệ với Tả Bạch Đào, ngoài ra, Âm Tư ở âm phủ cũng là một thế lực không thể coi thường. Những thế lực này đều là thế lực hàng đầu ở âm phủ. Trần Thiên Nam nói tiếp, mặc dù nhà họ Trần chỉ là thế gia ở tỉnh Thiên Nam, nhưng bọn cũng hiểu rất rõ thế cục trong âm phủ. Nhà họ Trần không thể sánh bảng phía Sở Giang Vương hay Âm Tư. Dưới trướng Sở Giang Vương có 10 vị phán quan. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ thiên cảnh. Trần Thiên Nam giải thích tiếp cho Tiêu Chính Văn. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn khế nhíu mày. Anh đương nhiên là biết Sở Giang Vương, ông ta là ngũ điện trong Thập Điện Diêm Vương. Nhưng Tiêu Chính Văn không ngờ dưới trướng của Sở Giang Vương lại có đến 10 vị cao thủ thiên cảnh. Nếu là ở vùng ngoài lãnh thổ thì thế lực này có thể độc chiếm cả vùng ngoài lãnh thổ. Dù sao ở vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ có vài cao thủ thiên cảnh mà thôi. Còn về giới thế tục, cả thiên tài hay cao thủ cảnh giới nhân hoàng đều không thể so sánh với âm phủ. Nhưng ở âm phủ thì khác, nơi đây có vô số cao thủ thiên cảnh, nghe thôi cũng đủ dọa người. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù sao âm phủ không tham gia vào trận chiến ở vùng ngoài vũ trụ, cho nên cao thủ thiên cảnh nhiều hơn cũng là điều đương nhiên. Nếu tất cả nhân tài của vùng ngoài lãnh thổ trở lại thì thực lực chưa chắc đã yếu hơn âm phủ. Nếu ranh giới giữa âm phủ và vùng ngoài lãnh thổ bị phá vỡ thì sẽ là thảm họa cho cả giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ. Người có thể áp chế Sở Giang Vương lúc này e rằng chỉ có nhánh chính của gia tộc Hiên Viên, nhưng nhánh chính của gia tộc Hiên Viên đã mai danh ẩn tích từ mấy trăm năm trước rồi. Trần Thiên Nam thở dài nói. Tôi nghe nói Hạo Thiên có liên quan đến nhánh chính của gia tộc Hiên Viên. Vậy tại sao năm đó bọn họ lại trơ mắt nhìn Hạo Thiên chết dưới tay Tả Phượng Kiều? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Chương 4760 Trần Thiên Nam suy nghĩ, khẽ cười nói, thật ra điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhà họ Hiên Viên đã suy vong ngay sau khi Hoàng đế chết, mặc dù bọn họ vẫn coi như một thế lực không nhỏ ở âm phủ, thế nhưng so với Thập Điện Diêm Vương thì vẫn có cách biệt rất lớn. Âm phủ là do một tay Hậu Thổ Thượng Quân sáng lập nên, mà Thập Điện Diêm Vương này lại do Hậu Thổ Thượng Quân phong kín, vậy nên dù nhà họ Hiên Viên có cường thế tới đâu thì cũng không dám tùy tiện đắc tội với Thập Điện Diêm Vương. Nghe thấy lời này,
Tiêu Chính Văn hoài nghi nói, cũng có thể nói rằng cái chết của Hạo Thiên năm đó cũng có liên quan tới thập điện Diêm Vương. Đó là đương nhiên, nếu không với thế lực của Tả Bạch Đào thì sao dám ra tay với thế hệ thanh niên của nhà họ Hiên Viên, Trần Thiên Nam lại giải thích. Trần Thành bên cạnh quan sát Tiêu Chính Văn mấy lượt, trong lòng không khỏi thầm nở một nụ cười lạnh lùng. Theo như hẳn thấy, mặc dù Tiêu Chính Văn có uy danh vô hạn ở vùng ngoài lãnh thổ, giống như mặt trời đương buổi ban trưa, thế nhưng tới âm phủ thì anh lại quá đối tâm thường. Chưa nói tới việc Tiêu Chính Văn tới âm phủ thì căn bản chẳng thể sử dụng thân xác vốn có của bản thân, chỉ riêng sự áp chế của âm phủ đối với anh cũng sẽ khiến cho chiến lực của anh giảm sút đáng kể. Bên phía Tả Phượng Kiều không chỉ có Tả Bạch Đào hỗ trợ mà còn có Âm Tư và Sở Giang Vương trợ lực, có thể nói trận chiến này đã định sẵn Tiêu Chính Văn bại trận từ lâu rồi. Dù Tiêu Chính Văn có thể may mắn chiến thắng Tả Phượng Kiều, thế nhưng dù là Âm Tư hay Thập Điện Diêm Vương cũng đâu có chuyện sẽ thả cho Tiêu Chính Văn sống sót rời đi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn chết thì kết quả của trận chiến đó còn quan trọng sao? Đây chính là chết không đối chứng. Tới lúc đó, không phải bên phía âm phủ có nói thế nào cũng đều được hay sao? Mặc dù Trần Thành không hiểu về tình tiết của chuyện này, thế nhưng chuyện này dây dưa rắc rối, thủ đoạn của Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương nào phải là thứ mà một kẻ bé nhỏ như Tiêu Chính Văn có thể so bì được. Cả âm phủ đều giữ kín như bưng chuyện này, điều đó cũng nói lên rằng phía sau chuyện này chắc chắn có một bàn tay đen vô hình không thể nhìn thấy đang âm thầm thao túng tất cả. Vậy nên tôi mới nói chuyến đi này của cậu Tiêu lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, đây mới chỉ là tình hình bề nổi mà thôi, Trần Thiên Nam lại lên tiếng. Cái gì, vẫn còn nội tình khác à, Trần Doanh nghe tới đây thì không kiềm chế được mà đứng dậy hỏi. Thế nhưng một giây sau, cô ta lập tức hiểu ra. Nếu như bên phía Sở Giang Vương đã nhúng tay vào chuyện này thì sao có thể thả cho Tiêu Chính Văn sống sót rời đi? Dù thăng hay bại thì Tiêu Chính Văn cũng buộc phải chết. Đây mới là toan tính thực sự bên phía Sở Giang Vương. Bên phía Sở Giang Vương chỉ là một thế lực trong số đó, còn có bên phía Âm Tư, thế lực của bọn họ không hề thua kém Sở Giang Vương, Trần Thiên Nam lại lên tiếng. Chương 4761 lời này vừa thốt ra, trong lòng Trần Doanh không khỏi châm xuống. Âm Tư, Tả Bạch Đào không chỉ có quan hệ mập mờ không rõ với Sở Giang Vương mà còn là tay sai của Âm Tư. Mặc dù Âm Tư không thể trăng trợn can dự vào trận chiến này, thế nhưng cậu Tiêu cho rằng bọn họ sẽ nhìn Tả Phượng Kiều bại trận sao, Trần Thiên Nam điềm nhiên nói. Hơn nữa, theo tôi được biết, cậu Tiêu cũng từng tới Minh Hà rồi nhỉ, nếu như tôi nói không nhầm, cậu nhất định từng thấy sợi tơ màu đen đó. Cậu có biết đó là vật gì không, Trần Thiên Nam quay đầu hỏi. Đương nhiên từng thấy, Tiêu Chính Văn nhìn về phía Trần Thiên Nam nói, mặt không chút biến sắc. Đó là cạm bẫy của thần minh. Chỉ cần là người bị sợi tơ màu đen đó trói buộc thì cả đời này đừng mong thoát ra được. Hơn nữa theo như điều tra suốt nhiều năm qua của nhà họ Trần chúng tôi, Võ Vương Cơ Phát năm đó cũng chết trong cạm bẫy thần minh, Trần Thiên Nam giải thích. Ý của ông là chuyện Võ Vương đánh trụ, Âm Tư cũng tham gia vào bên trong, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Không, Âm Tư đương nhiên sẽ không tham gia vào mấy chuyện thay đổi vương triều như vậy. Có điều đây cũng chính là chuyện tôi muốn nói. Lúc Võ Vương tuyên thệ ở Mãnh Trì đã vô ý dính phải cạm bẫy thần minh này, kể từ lúc đó, Cơ Phát lại gây khó dễ với Đế Tuấn, tranh đoạt quyền cai quản thế gian với ông Tết. Thế nhưng, mặc dù Đế Tuấn phải chết, Cơ Phát cũng chết thảm ở trong Chu Vương Cung không lâu sau đó. Trình độ cảnh giới của Cơ Phát năm đó e rằng ngay cả Bạch Khởi đời sau cũng theo không kịp, sao có thể chưa tới 50 tuổi đã đột ngột qua đời chứ? Chính vì cái chết của ông ta, kể từ sau lúc đó, Chu Vương Thất đã nghiêm cấm cúng bái thân linh của âm phủ. Tin rằng giữa hai người này chắc chắn có quan hệ hết sức mật thiết. Trần Thiên Nam nói tới đây thì quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn bên cạnh. Thấy Tiêu Chính Văn im lặng lắng nghe thì lại tiếp tục nói, thật ra nói đúng ra thì dù âm phủ hay Minh Hà thì đều có chung cội nguồn, cũng có thể nói, cậu Tiêu không chỉ phải đối diện với mỗi Sở Giang Vương và Âm Tư. Còn cả sư huynh của Tả Phượng Kiều càng khủng bố tới cực điểm. Người này ở Âu Lục có một cái tên rất kêu Sa Tăng. Thế nhưng ở Hoa Quốc của chúng ta thì tên của hắn là Dạ Yểm. Dạ Yểm, đó là một trong số các ma vương trong truyền thuyết của Hoa Quốc, cũng có người gọi hắn là Mộng Ma hoặc Mộng Yểm. Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Thật ra từ trước khi Tiêu Chính Văn chuẩn bị đi, anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi,
dẫu sao âm phủ tốn bao nhiêu tâm tư mới công phá được Tây Vực, tuyệt đối không thể để cho Tiêu Chính Văn thăng tả Phượng Kiều, chặt đứt suy nghĩ đánh chiếm cả vùng ngoài lãnh thổ của bọn họ. Nếu nói như vậy thì chuyến đi này của anh Tiêu không phải chẳng có chút ưa hội sống sót nào sao, Trần Doanh nhíu mày nói. Theo như cách nói của Trần Thiên Nam, bề ngoài là trận đấu giữa Tiêu Chính Văn và tả Phượng Kiều, thế nhưng cả âm phủ lại cùng tham gia vào bên trong. Chương 4762 điều này chẳng khác gì Tiêu Chính Văn dùng sức mạnh của một mình để khiêu chiến với cả âm phủ. Đặc biệt là người tên Dạ Yểm này lại càng nguy hiểm cao độ hơn. Nói một cách chính xác thì hắn căn bản không thể coi là thế hệ thanh niên mà đã là con quái vật già cỗi ẩn cư mấy trăm năm. Thậm chí lúc Hạo Thiên quyết chiến với tả Phượng Kiều năm đó, hắn cũng từng đích thân tới, chỉ là lúc đó hắn không ra tay tương trợ tả Phượng Kiều nên không một ai biết mà thôi. Thế nhưng cảnh giới của người này lại cao tới ngưỡng đáng sợ, đã đạt tới cảnh giới thiên cảnh cấp 4 từ mấy trăm năm trước, hiện tại mấy trăm năm trôi qua rồi, hắn có cảnh giới gì gần như không một ai biết. Cộng thêm thế lực bên phía Sở Giang Vương và các bộ âm tư, có thể nói Tiêu Chính Văn căn bản không thể trở mình rồi. Theo như cách nói của gia chủ Trần, trận chiến này tôi chắc chắn chỉ còn đường chết phải không, Tiêu Chính Văn nhấp một ngụm rượu nhỏ, bình thản cười nói. Cụ mặc dù nói là như thế, thế nhưng cũng không phải là không có cách. Trần Thiên Nam khế cười nói. Lời này vừa mới thốt ra, Trần Doanh không khỏi nhíu mày. Với sự hiểu biết của cô ta về Trần Thiên Nam, nhà họ Trần ở âm phủ căn bản không có năng lực can dự tới chuyện này chứ đừng nói là hòa giải từ bên trong. Dựa theo phong cách làm việc trước giờ của Trần Thiên Nam, chắc hẳn sau khi ông ta nói rõ quan hệ lợi hại cho Tiêu Chính Văn nghe thì sẽ hạ lệnh đuổi khách với anh mới phải. Thế nhưng hành động của Trần Thiên Nam lại khiến cho Trần Doanh thấy hơi khó hiểu, cũng chính vì vậy mà Trần Doanh mới cảm thấy hoài nghi ông ta. Nếu như nhà họ Trần chúng tôi đã đứng về phía cậu Tiêu thì đương nhiên cũng đã có tính toán đâu ra đó rồi, Trần Thiên Nam khẽ cười nói. Xin hãy nói rõ hơn, Tiêu Chính Văn không chút biến sắc nói. Cậu Tiêu, xin đi theo tôi. Nói xong, Trần Thiên Nam đứng dậy dẫn Tiêu Chính Văn ra khỏi phòng khách. Trần Doanh nhíu mày, cuối cùng vẫn chọn đi theo. Mặc dù Trần Thiên Nam vẫn chưa nói rõ, thế nhưng với tình thế hiện tại thì bắt đầu từ khoảnh khắc Tiêu Chính Văn đặt chân vào âm phủ thì đừng mơ có thể trở về vùng ngoài lãnh thổ được nữa. Ồ, chính vì như vậy nên Trần Huy Tổ mới sử dụng quan hệ của nhà họ Trần ở bên phía âm phủ. Sau khi rời khỏi phòng khách, Trần Thiên Nam đưa Tiêu Chính Văn lên một chiếc xe ngựa, mà bản thân ông ta và hai người Trần Thành lại lên một chiếc xe ngựa khác. Đợi tới khi ngồi vào trong xe ngựa rồi, Trần Thành mới nói với Trần Thiên Nam với vẻ không hiểu, bố, nhà họ Trần chúng ta nên giúp hắn sao? Dù là thập điện Diêm Vương hay là âm tư thì nhà họ Trần chúng ta đều không thể tùy tiện chọc tới, vì một tên Tiêu Chính Văn mà rước họa vào thân thì không đáng chút nào. Chương 4763 Trần Thiên Nam cười lạnh lùng, nói, con ấy mà, suy nghĩ còn nông cạn lắm, con cho rằng bố cũng suy nghĩ hạn hẹp giống như con sao. Làm chuyện gì đầu tiên cũng phải bình tĩnh, thêm nữa là trong lòng phải có mưu lược. Theo lệnh của Trần Thiên Nam, xe ngựa phi thẳng lên không trung, trong nháy mắt đã lao tới một ngọn núi cao. Trên đỉnh ngọn núi có một ngôi đình, trong đình có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông trung niên này mặc áo đen, khí phách hiên ngang. Trần Thiên Nam nhảy xuống khỏi xe ngựa, đi đến trước mặt người đàn ông trung niên nói, anh cả, để anh đợi lâu rồi. Nói xong, quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, gậu Tiêu, đây là một trong 10 phán quan dưới trướng Sở Giang Vương, tên Trần Đình Chi. Trần Đình Chi nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó nói với Trần Thiên Nam, vị này là, chúng ta không cần giới thiệu nhiều nữa, mau vào vấn đề chính đi. Trần Thiên Nam ngắt lời. Cậu Tiêu, nếu để Sở Giang Vương hoặc người âm tư biết anh trai tôi đến gặp cậu thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, tôi tin chắc cậu Tiêu cũng hiểu được thành ý của nhà họ Trần chúng tôi với cậu. Trần Thiên Nam thay đổi vẻ cung kính trước đây, nở nụ cười ngạo mạn. Tiêu Chính Văn nhìn Trần Thiên Nam và Trần Đình Chi, nhưng không nói gì, chờ xem ý của ông A là gì. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, Trần Thiên Nam bật cười. Chắp tay sau lưng nói, cậu Tiêu, cậu không thắng nổi trận chiến này đâu. Nhưng tôi có cách để bảo đảm rằng cậu có thể rời khỏi âm phủ an toàn. Tôi nghĩ chắc tôi không cần nói nhiều thì cậu cũng hiểu rõ địa vị phán quan của anh trai tôi ở âm phủ. Chỉ cần một câu của anh trai tôi thì sẽ không có ai dám ngăn cản cậu Tiêu trở về vùng ngoài lãnh thổ. Nói đến đây,
Trần Thiên Nam ngừng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, những gì nhà họ Trần chúng tôi làm được, đều sẽ làm hết sức, vậy thì có phải cậu Tiêu cũng nên tỏ thành ý không? Nghe vậy, Trần Thành lập tức hiểu ý của Trần Thiên Nam, vội vàng bước lên nói, anh Tiêu, bố tôi là người thẳng thắn, anh đừng để ý. Nhưng anh yên tâm, nhà họ Trần chúng tôi luôn một lòng với anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Doanh lập tức hiểu ra ý đồ của bố con nhà họ Trần. Đây rõ ràng là đang lợi dụng người khác. Nghĩ vậy, Trần Doanh lấy hết dũng khí, bước lên nói, thưa chú, thưa bác. Anh Tiêu vừa báo thù cho nhà họ Trần chúng ta, chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ để nhà họ Trần giúp đỡ anh ấy sao? Doanh Nhi, cháu nói cũng có lý, nhưng chuyện này không thể giải quyết bằng một hai câu được. Cho dù thả cậu Tiêu đi thì phía Âm Tư cũng sẽ truy cứu đến cùng. Đến lúc đó, nhà họ Trần chúng ta sẽ không thể thoát thân. Hơn nữa Tả Bạch Đào cũng không phải nhân vật tầm thường, ông ta chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Đến lúc đó, nếu xử lý không ổn thỏa thì nhà họ Trần chúng ta cũng sẽ bị tổn hại, vì vậy cầu xin cậu Tiêu chút lợi ích này cũng không có gì là quá đáng nhỉ. Trần Thiên Nam cười nói. Chương 4764 đã nói đến nước này thì Trần Doanh thực sự không thể phản bác được nữa. Chuyện này quá nguy hiểm. Cho dù Trần Đình chỉ thả Tiêu Chính Văn đi thì Âm Tư vẫn có thể ìm ra manh mối. Tôi tin cậu Tiêu là người thông minh, không cần nói nhiều cũng hiểu. Trần Thiên Nam quay đầu nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn Trần Thiên Nam, khẽ gật đầu nói hiểu rồi, gia chủ Trần là vì bản đồ lan pháp của nhà họ Trần nhỉ. Tôi nói rồi mà, cậu Tiêu thông minh hơn người, trình độ biểu biết sao, vừa nói đã thông rồi. Theo lý mà nói. Trận pháp của nhà họ Trần ở trong tay cậu Tiêu mới là an toàn nhất, nhưng mang ngọc hại thân, sao nhà họ Trần chúng tôi có thể gây phiền phức cho cậu Tiêu được? Hơn nữa, cậu Tiêu làm vậy chắc chắn sẽ giành được sự tôn trọng của nhà họ Trần chúng tôi. Đến lúc đó, không chỉ tôi giúp cậu Tiêu rời khỏi âm phủ mà khi quay về giới thế tục, nhà họ Trần chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cho cậu nhiều hơn. Không biết ý cậu Tiêu thế nào? Trần Thiên Nam cười nói. Nghe vậy, Trần Thành mới hiểu ra ý định của Trần Thiên Nam, không khỏi chế nhạo. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Trần Thiên Nam, hơi nhíu mày. Thực ra trước khi Trần Huy Tổ rời đi, Tiêu Chính Văn đã đưa bản đồ trận pháp của nhà họ Trần cho Trần Huy Tổ. Nhưng bây giờ Trần Thiên Nam lại đòi nó từ anh, điều này chứng tỏ Trần Huy Tổ đã xảy ra chuyện rồi. Thậm chí có khả năng bức thư do Trần Huy Tổ viết cũng bị người khác bắt trước nét chữ để viết. Toàn bộ việc này đều là kế hoạch của nhà họ Trần. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn cười lớn nói, gia chủ Trần nói rất có lý. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, đôi mắt Trần Thiên Nam lóe sáng. Xem ra Tiêu Chính Văn cũng chỉ có vậy thôi, ông ta vừa uy hiếp một chút đã ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Nhưng ông ta còn chưa kịp cười thành tiếng, Tiêu Chính Văn đã đổi giọng nói, nhưng nếu tôi không giao ra thì sao? Vốn dĩ Tiêu Chính Văn đến nhà họ Trần không phải để nhờ giúp đỡ. Dã mà chỉ để thăm dò ý đồ của nhà họ Trần mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra không chỉ nhà họ Trần có ý đồ xấu, mà e rằng Trần Huy Tổ cũng đã gặp rắc rối rồi. Mà Trần Thiên Nam không ngờ Tiêu Chính Văn lại từ chối ngay lập tức, ông ta sững sờ một lúc sau đó chế nhạo, nếu cậu Tiêu không đồng ý với yêu cầu nhỏ này thì chuyện lúc nãy tôi hứa với cậu Tiêu, không cần nói nhiều nữa, chúng ta về thôi. Trần Thiên Nam còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời. Trần Doanh nghe vậy không khỏi sững sờ. Được, vậy, Trần Doanh, cháu tiên cậu Tiêu về đi. Sắc mặt Trần Thiên Nam tối sầm lại, nói với Trần Doanh. Chương 4765 thật ra cho dù ông ta không nói thì Trần Doanh cũng phải tiễn Tiêu Chính Văn. Sau khi lên xe ngựa, hai người về thẳng Thiên Nam. Thấy Tiêu Chính Văn quay người rời đi. Trần Doanh mới bước lên, nghi ngờ hỏi, anh Tiêu, thật ta tôi thấy yêu cầu của Trần Thiên Nam cũng ể chấp nhận được. Chỉ cần anh có thể an toàn trở về giới thế tục thì đáp ứng yêu cầu của bọn họ cũng đáng. Tiêu Chính Văn cười lắc đầu với Trần Doanh mà không giải thích gì hơn. Một mặt, Tiêu Chính Văn không cần sự giúp đỡ của nhà họ Trần, mặt khác, nhà họ Trần cũng không thể giúp được Tiêu Chính Văn. Thậm chí, từ khi bắt đầu, Trần Thiên Nam đã bán đứng Tiêu Chính Văn rồi. Ngay cả Trần Thiên Nam cũng nói rằng Sở Giang Vương đã nhúng tay vào chuyện này, vậy thì làm sao phán quan dưới trướng ông ta lại dám làm trái ý của Sở Giang Vương, thả Tiêu Chính Văn về vùng ngoài lãnh thổ.
Với năng lực của Tiêu Chính Văn, chút thủ đoạn này của ông ta không thể qua được mắt Tiêu Chính Văn. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, sắc mặt của Trần Thiên Nam trở nên lạnh lùng, lộ ra sát khí. Anh cả, xem ta cậu ta đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta rồi. Trần Thiên Nam lạnh lùng nói. Bây giờ còn quá sớm để nói những lời này. Nếu Tiêu Chính Văn đã có thể đi đến ngày hôm nay thì chắc sẽ hiểu rõ mình không quyền không thế trong âm phủ. Một mình sao thể phá được vòng vây. Chỉ cần cậu ta không muốn chết thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, Trần Đình Chi lạnh lùng nói với vẻ mặt khinh thường. Mọi chuyện đúng như Tiêu Chính Văn nghĩ, anh em Trần Thiên Nam ngay từ đầu đã không có ý định giúp Tiêu Chính Văn. Bọn họ nghĩ giá trị duy nhất của Tiêu Chính Văn lúc này chính là bản đồ trận pháp kia, chỉ cần lấy được bản đồ trận pháp thì hai người họ sẽ thẳng thừng ra tay với Tiêu Chính Văn. Nếu gia chủ không nhiều lần dặn dò trước rằng không được làm hỏng hòa khí thì lúc này hai anh em chúng ta nên, Trần Thiên Nam nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay. Ba ngày sau, toàn bộ âm phủ bỗng trở nên sôi nổi. Hầu như tất cả mọi người đều đổ xô ra đường để chào đón bố con Tả Bạch Đào. Mặc dù bọn họ đã khiến vùng ngoài lãnh thổ máu chảy thành sông, nhưng đối với âm phủ, bọn họ đã lập công lớn. Tả Bạch Đào và Tả Phượng Kiều cưỡi ngựa ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, cả Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương đều phái người tiếp đoán hai bố ông bọn họ. Các thế gia trong âm phủ cũng lần lượt phái người đón tiếp. Sao Tả Bạch Đào lại về sớm như vậy? Diệp Phàm đứng trong đám người thâm cảm thán. Trong những đội ngũ tới đón tiếp bố con Tả Bạch Đào, Diệp Phàm thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của thập đại phán quan dưới trướng Sở Giang Vương. Chương 4766 chỉ riêng thế trận này đã đủ để cả âm phủ Hoa Quốc kinh hãi. Trần Bắc Vương đứng bên cạnh Diệp Phàm đột nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía đám người. Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ trắng cao ngạo đứng trong đám người, dù là cường giả xếp trong top 10 của âm phủ thì cũng phải tỏ ra hết sức cung kính ở trước mặt người này. Trương Hàn, trên mặt Trần Bắc Vương lóe lên vẻ kinh ngạc, người này chính là một trong số hai hộ pháp lớn của Điện Minh Vương. Hơn nữa cũng là nhân vật phái thực lực bên trong Điện Minh Vương hiện nay. Điện U Minh ban đầu chính nhờ có một tay người này giúp đỡ nên mới thành lập nên được. Có thể thấy thân phận của người này ở Điện Minh Vương tuyệt đối không hề tầm thường. Chỉ có điều, sau khi Hạo Thiên chết, giữa Điện Minh Vương và Điện U Minh đã cắt đứt hoàn toàn tất cả liên hệ, Trương Hàn cũng chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của những người trong Điện U Minh HTL mà bây giờ, Trương Hàn lại xuất hiện trong đám người tới đón tiếp bố con Tả Bạch Đào. Điều này nói lên rằng cái chết của Hạo Thiên năm đó có liên quan mật thiết đến Trương Hàn. Mỗi khi nghĩ tới chuyện Hạo Thiên chết thảm đầy uẩn khúc trong tay Tả Phượng Kiều, trong lòng Trấn Bắc Vương lại sản sinh ra một nỗi thống hận vô cùng mạnh mẽ. Thật ra Hạo Thiên chỉ là điện chủ trên danh nghĩa của Điện U Minh, nhưng những người kiểm soát đại quyền thực sự vẫn luôn là mấy người Trấn Bắc Vương. Lúc Hạo Thiên còn sống vẫn luôn không hề đối xử bạc đãi với mấy người bọn họ, không chỉ giao Điện U Minh cho bọn họ quản lý. Hơn nữa Điện U Minh của khi đó còn đủ để sánh ngang vai với Âm Tư bây giờ. Lúc đó, Điện U Minh có thể nói là một chiêu bài chữ vàng, dù là Trấn Bắc Vương hay mấy người của Điện U Minh thì gần như đều có thể lộng hành không kiêng nể gì bên trong âm phủ. Thế nhưng từ sau khi Hạo Thiên chết, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ánh hào quang trước đó, càng bị Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương liên thủ đàn áp, tới bây giờ đã hoàn toàn trở thành một tổ chức ẩn mình. Diệp Phàm cũng chú ý tới Trương Hàn đang đứng ngay đầu, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ căm hận. Chẳng bao lâu nữa âm phủ sẽ chinh phục vùng ngoài lãnh thổ, thống trị thế tục. Trong đám người, một nam thanh niên đột nhiên cao giọng hô lên. Nói hay lắm, nhân tài bên trong âm phủ có thể càn quét thiên hạ, thống trị vạn bang. Gì mà kiếm sĩ hoàng kim số 1, gì mà kiếm tôn vạn kiếm gốc, đều phải vái lạy dưới chân nhân tài của âm phủ chúng ta mà thôi. Một ông lão tóc trăng cũng bước ra khỏi đám người, lớn giọng hô lên. Ông lão vừa nói dứt lời, đám người xung quanh cũng bắt đầu trở nên kinh sợ, tiếng hoan hô, vỗ tay như nước thủy triều vang lên không ngừng. Hai bố con Tả Bạch Đào ngồi trên tuấn mã thượng cấp, cao ngạo liếc nhìn đám người trước mắt, tiến vào trong thành với uy phong lẫm liệt. Đúng vào lúc này, phía chân trời lóe lên một tia sáng màu vàng, một bóng người chân đạp trên tia sáng mà tiến tới. Chương 4767 chúc mừng sư muội chiến thắng trở về, vi huynh thay mặt thầy tặng sư muội phá thiên thần kiếm. Bóng người đó xuyên không tiến tới, trong tay cầm một thanh kiếm dài 1 mét, phát ra ánh hào quang vạn trượng.
Ngay cả 10 phán quan đứng cách đó không xa cũng không dám nhìn thẳng vào ánh sáng chói lòa của thanh kiếm dài này. Ngay sau đó, người này vung một tay lên, thanh kiếm dài vô cùng chói mắt bay thẳng về phía trước mặt Tả Phượng Kiều. Keng, thanh kiếm dài 1 mét phát ra một tiếng vang rõ ràng, tất cả mọi người đang có mặt đều kinh ngạc vì điều này. Thanh phá thiên thần kiếm này là một trong số thập đại thần vật của âm phủ. Nghe nói hậu thổ thượng quân năm đó đã dùng thanh kiếm này để đại chiến 3 ngày 3 đêm với thiên đế Đế Tuấn, hơn nữa còn dùng thanh kiếm này để phân tách đất trời, từ đó về sau, thế giới mới có sự phân biệt thần quỷ, khác biệt trời đất. Bây giờ Dạ Yểm có thể giao thanh kiếm này cho Tả Phượng Kiều, đây chính là một loại công nhận đối với cô ta. Cảm ơn sư huynh, Tả Phượng Kiều nói, giơ tay nhận lấy thanh kiếm, ánh hào quang vạn trượng cũng theo đó đi vào trong lòng bàn tay của Tả Phượng Kiều. Chỉ trong nháy mắt, khí tức khắp người Tả Phượng Kiều cũng theo đó biến đổi, trong ánh mắt có thần quang dao động, điều đó càng giúp cô ta tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Lúc này, vô số thế gia cũng đồng loạt gửi quà chúc mừng của gia tộc mình tới. Lúc này, trong một góc khác bên trong đám người, Trần Doanh hết sức lo lắng nhìn về phía Tả Phượng Kiều đang cao ngạo liếc nhìn thiên hạ, trong lòng nóng như lửa đốt. Vốn dĩ cảnh giới của Tả Phượng Kiều đã ở bên trên Tiêu Chính Văn, mà lúc này, cô ta lại có được một trong số thập đại thần vật của âm phủ phá thiên thần kiếm. Như vậy trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Tả Phượng Kiều gần như có thể nói là che ạc chản chỉ có thất bại. Bố, không ngờ Dạ Yểm lại đích thân tới, còn tặng phá thiên thần kiếm cho Tả Phượng Kiều, vậy thì Tiêu Chính Văn còn có cơ hội chiến thắng sao? Trần Thành bên cạnh cười lạnh lùng, nói. Tả Phượng Kiều vẫn luôn là nữ thần trong lòng hẳn, vậy nên nhìn thấy Dạ Yểm đích thân tặng kiếm cho Tả Phượng Kiều. Trong biểu cảm của Trần Thành càng nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt và phấn khích. Cơ hội thắng, hừ, con đánh giá quá cao Tiêu Chính Văn rồi. Chưa nói tới chuyện trong tay Tả Phượng Kiều có phá thiên thần kiếm, dù cho không có thanh kiếm này, con cho rằng tên Tiêu Chính Văn đó có cơ hội thăng sao. Tả Phượng Kiều không chỉ là con gái của Tả Bạch Đào mà còn là nhân tài bên trong âm phủ chúng ta, nhân vật như vậy đâu phải là người mà một con ếch ngồi đáy giếng trong thế tục như Tiêu Chính Văn có thể so bì. Có điều, nói tới đây, Trần Thiên Nam quay đầu nhìn về phía Trần Thành, nói, người giống như vậy không phải là đối tượng mà con có thể với tới, con vẫn nên thu lại mộng tưởng kia của mình đi. Chương 4768 Trần Thiên Nam đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng con trai mình, người phụ nữ như vậy đâu phải là người mà Trần Thành có thể với tới. Đừng nói Trần Thành không xứng, dù cả nhà họ Trần cũng chẳng có ai lọt được vào mắt người này. Với chiến lực và uy danh của Tả Phượng Kiều, cả âm phủ cũng chỉ có nhân vật thần bí vừa mới xuất thế kia là xứng với cô ta, thậm chí ngay cả Suda cũng không có tư cách để ngấp nghé. Hai người Tả Phượng Kiều và Tả Bạch Đào tiến về phía Điện Thần Hoàng dưới sự bao vây chật kín của mọi người. Bên trong Điện Thần Hoàng đã có người bày sẵn yến tiệc chờ hai bố con họ từ lâu. Đại diện của các thế gia lớn trong âm phủ đồng loạt nâng ly kính rượu hai bố con họ. Lẽ ra hai bố con Tả Bạch Đào sau 10 ngày nữa mới trở về, đột nhiên trở về sớm hơn dự định chắc chắn là để chuẩn bị cho trận chiến đó. Diệp Phàm nhìn về phía Điện Thần Hoàng từ xa, tự mình lẩm bẩm. Trần Bắc Phương cũng khẽ gật đầu, cuộc hẹn chiến giữa Tả Phượng Kiều và Tiêu Chính Văn đã công khai trong âm phủ từ lâu, cả âm phủ suốt 1 tháng gần đây đều đang bàn tán về việc này. Tả Phượng Kiều đột nhiên trở về sớm hơn dự định chắc chắn là vì trận quyết chiến với Tiêu Chính Văn sau 5 ngày nữa. Thế nhưng trong mắt thế lực các phương của âm phủ, trận chiến này căn bản chẳng có gì hồi hộp. Đầu tiên, trận chiến này đối với Tả Phượng Kiều mà nói là tác chiến trên sân nhà. Chiếm trọn thiên thời, địa lợi, nhân hoài hơn nữa, cảnh giới của Tả Phượng Kiều vốn dĩ cũng cao hơn Tiêu Chính Văn, bây giờ lại có được một trong số thập đại thần vật của âm phủ là phá thiên thần kiếm. Chẳng khác gì cán cân thắng lợi lại nghiêng về phía Tả Phượng Kiều thêm lần nữa. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ một thân một mình tới âm phủ, thậm chí ngay cả thân xác cũng chẳng có, anh lấy cái gì ra để giành chiến thắng? Nhìn từ bề mặt, đây là một trận quyết chiến công bằng, thế nhưng trên thực tế thì thế giới này từ đầu chí cuối không hề có công bằng thực sự. Tả Phượng Kiều vừa trở về Điện Thần Hoàng đã cử người tìm kiếm người thần bí kia khắp nơi, một lòng mong muốn kết giao với đối phương. Mãi tới buổi chiều ngày thứ 3, tiệc hoan nghênh mới chính thức kết thúc, thế nhưng người tới cung thần hoàng ngược lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Bởi vì sau 1 ngày nữa chính là lúc diễn ra trận quyết chiến giữa Tả Phượng Kiều và Tiêu Chính Văn. Chuẩn bị thế nào rồi?
Quân sư La Thiên Hựu của Tả Bạch Đào tay vuốt bộ râu bạc trắng, nói với người mặc đồ đen phía sau lưng. Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, không chỉ có thế lực các phương đều sẽ cử người tới quan sát trận chiến, ngay cả AB Seimei, Hisanaen và Suda tới lúc đó cũng sẽ tới trợ lực cho cô chủ. Thậm chí bên phía Sở Giang Vương cũng đã thông báo rồi. Chương 4769 La Thiên Hựu khẽ gật đầu nói, ừ, bên phía Sở Giang Vương cử người tới chưa? Một trong số 10 phán quan Trần Đình Chi đã tới rồi, người mặc đồ đen cung kính đáp lời. Tốt, thế trận như vậy đủ để đảm bảo không có sơ suất gì rồi. Trận chiến này có liên quan tới tương lai của âm phủ, không được để xảy ra chút sai sót nào. Nói tới đây, La Thiên Hựu liếc nhìn Tả Phượng Kiều phía bên cạnh. Tìm được người thần bí kia chưa, Tả Phượng Kiều dường như không quan tâm tới trận quyết chiến ngày hôm sau, ngược lại tâm tư đều đặt hết trên người cái người thần bí kia. Bây giờ vẫn chưa thể xác định được thân phận của cậu ta, có điều chúng tôi vẫn đang tận lực tìm kiếm, La Thiên Hựu lại lên tiếng. Dù thế nào cũng phải mau chóng tìm được người này trước mấy người Sở Giang Vương, Tả Phượng Kiều trầm giọng dặn dò. Cô chủ cứ việc yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ là, trận chiến ngày mai thì sao? Hừ, chỉ là một kẻ tiểu bối, không đáng để lo lắng, mặc dù hắn cũng là cao thủ thiên cảnh, thế nhưng trong vòng 3 chiêu là đủ để đoạt mạng hắn rồi. Tả Phượng Kiều hừ một tiếng, nói. Theo cô ta thấy, trận chiến này căn bản chẳng có gì hồi hộp, giết chết đối phương chẳng qua chỉ là việc diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Trên đồi ước cứ lúc này, Tiêu Chính Văn lại ném Juda xuống núi giống như vứt rác. Thân xác này lại hoàn mỹ thêm mấy phần rồi, chắc hẳn đã có thể ứng phó với trận đấu ngày mai. Tiêu Chính Văn khế siết tay thành nắm đấm, sau đó đặt chân lên tia sáng và rời đi. Trưa ngày hôm sau, bên ngoài điện thần hoàng đã kín mít người từ lâu. Vô số cao thủ trong âm phủ đứng giữa hư không, yên lặng chờ đợi Tiêu Chính Văn xuất hiện. Cả bầu trời toàn là khán giả bên phía âm phủ. Chỉ riêng loại khí thế này đã đủ để áp đảo bất cứ người nào. Đừng nói là đấu với Tả Phượng Kiều, đổi lại là người bình thường, dù chỉ mới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã mất đi hết ý chí chiến đấu. Lúc này, vô số người đều đổ dồn ánh mắt về phía con đường dẫn tới vùng ngoài lãnh thổ, nhưng ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy tia sáng ở phía chân trời. Đúng vào lúc này, một thần hồn đột nhiên xuất hiện trong tâm mắt của mọi người. Mà bên cạnh Tiêu Chính Văn còn có một cơ thể giống như mới chết, trôi lênh bềnh ngay sát cạnh anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ, mang theo thân xác tới đây mà đã cho rằng có thể thắng được trận đấu này rồi ư. Theo tôi thấy, 90% thân xác đó sẽ trở thành quan tài của hắn tại trận chiến ngày hôm nay, dù Tiêu Chính Văn từng huy hoàng ra sao thì cũng phải chết ở nơi này. Nghe mọi người bàn tán. Trần Thiên Nam cũng cười khẩy, bước ra phía trước và đi về phía Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, không biết cậu đã suy xét xong chưa? Trần Thiên Nam nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đắc ý. Chương 4770 theo ông ta thấy, chỉ riêng thế trận trước mắt đã đủ để khiến cho Tiêu Chính Văn phải khiếp sợ. Dẫu sao trên bầu trời của Điện Thân Hoàng cũng đều là cường giả tới từ âm phủ, sức ép mà mấy người này bộc lộ ra, ngay cả cường giả thiên cảnh cũng chẳng thể chống đỡ nổi. Thấy Tiêu Chính Văn không đáp lời, Trần Thiên Nam lại lên tiếng, cậu Tiêu, tôi nể tình cậu từng báo thù giúp cho nhà họ Trần chúng tôi nên mới có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, hôm nay không chỉ có đại diện của các thế gia lớn tới quan sát trận chiến. Còn có 10 phán quan và cả 10 cao thủ trong âm phủ cũng trà trộn bên trong đám người. Trần Thiên Nam nói rồi chuyển ánh mắt hướng về phía đám người đông nghịt phía xa. Trận đấu này căn bản không thể là một trận quyết đấu công bang cho phép Tiêu Chính Văn một đấu một với Tả Phượng Kiều. 10 phán quan và cả mấy người AB Seimei căn bản sẽ không đơn giản chỉ đứng đó quan sát trận đấu, chỉ cần Tả Phượng Kiều có dấu hiệu bại trận, những người này sẽ đồng thời ra tay để gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn. Vậy nên trận chiến ngày hôm nay, thay vì nói là hẹn chiến, chỉ bằng nói là cái bẫy chuẩn bị sẵn cho Tiêu Chính Văn ngay từ đầu. Lời của Trần Thiên Nam cũng đang ám thị cho Tiêu Chính Văn, nếu như không thỏa hiệp với nhà họ Trần, vậy thì hôm nay anh đừng mơ có thể sống sót rời khỏi nơi này. Tôi tin rằng cậu Tiêu cũng là một người thông minh, chắc hẳn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác, Trần Thiên Nam lại lạnh lùng cười nói. Cút, Tiêu Chính Văn lạnh lùng phun ra một chữ cút, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Trần Thiên Nam lấy một lần. Tiêu Chính Văn,
Tiêu Chính Văn vừa mới nói ra chữ cút kia, sắc mặt của Trần Thiên Nam đột nhiên trở nên xa sầm lại, lồng ngực phập phồng lên xuống. Không ngại nói thật cho cậu biết, nơi này chính là chỗ chôn thân của cậu. Không có sự giúp đỡ của nhà họ Trần chúng tôi, cậu đừng mơ có thể sống sót rời khỏi nơi này, Trần Thiên Nam nghiến răng gầm lên đầy bực tức. Ông ta vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn vốn dĩ đã đi được vài bước đột nhiên dừng lại, khẽ quay đầu nói với Trần Thiên Nam phía sau lưng, chuyện sống chết của tôi không phiền tới nhà họ Trần mấy người phải lo lắng. Có điều, món quà lớn này của nhà họ Trần mấy người, Tiêu Chính Văn tôi đã ghi nhớ rồi, sau này chắc chắn sẽ còn đáp lẽ. Tiêu Chính Văn nói ra lời này, sắc mặt của Trần Thiên Nam càng thêm khó coi hơn mấy phần, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, nói Tiêu Chính Văn. Cậu cho rằng cậu vẫn còn có sau này sao? Cậu đừng có vui mừng quá sớm. Bỏ đi, bố, việc gì phải so đo với một người sắp chết, Trần Thành cũng cười khẩy, nói. Chương 4771 Tiêu Chính Văn cũng chẳng thiết bận tâm tới hai bố con họ, sải bước đi thẳng tới trên bầu trời của Điện Thần Hoàng. Hóa ra đây chính là Tiêu Chính Văn nổi danh khắp vùng ngoài lãnh thổ, lẽ nào đây chính là vua Bắc Lương vạn người kính nể bên trong thế tục. Khi Tiêu Chính Văn xuất hiện trên bầu trời Điện Thần Hoàng, vô số ánh mắt cũng đổ dồn lên trên người NHTL, nếu đổi lại là người khác thì đã vì ánh mắt của mọi người mà cảm thấy khó chịu bất an từ lâu rồi. Thế nhưng Tiêu Chính Văn căn bản chẳng buồn bận tâm tới những ánh mắt này, mà nhìn thẳng về phía Điện Thần Hoàng. Cái xác vẫn luôn trôi nổi bên cạnh anh cũng thu hút sự chú ý của vô số người. Không ngờ trong thế tục lại có một nhân tài giống như vậy. Dưới cái nhìn chằm chằm của chúng ta mà vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh như thế, Tiêu Chính Văn này quả nhiên là một nhân tài. Đổi lại là người khác thì e rằng đã sợ tới độ tiểu cả ra quần từ lâu rồi, rõ ràng người này là một nhân vật đã trải qua sóng to gió lớn. Không ít người trong âm phủ cũng đồng loạt đưa ra lời đánh giá rất cao dành cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giờ dẫu sao cũng chỉ có một thân một mình đối kháng với cả âm phủ, đổi lại là người khác, đừng nói là chiến đấu. Dù chỉ đứng trước mặt đám người bọn họ thôi cũng sẽ run lẩy bẩy. Chả trách cậu ta lại nổi danh ở vùng ngoài lãnh thổ, quả nhiên cũng khá thú vị, không ít người dành ánh mắt tán thưởng cho Tiêu Chính Văn. Duy chỉ có bên dưới cung thần hoàng, mấy người ABC Mây đã đợi ở nơi này từ lâu, vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn thì đều đồng loạt ngẩn ra tại chỗ. Bọn họ cảm nhận được rất rõ một luồng khí tức hết sức quen thuộc từ trên người Tiêu Chính Văn. Ba người không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Người này cho tôi một loại cảm giác đã từng gặp ở đâu đó, Suda lên tiếng trước tiên. Không sai, tôi cũng có cảm giác này, chỉ là nhớ không ra đã từng gặp ở đâu, Hirasaen cũng nhíu mày nói. Cậu ta, ABC Mei đang định lên tiếng, cơ thể đã không tự chủ được mà run lên. Một giây sau, ông ta nghĩ tới một người. Ngay tức thì, ông ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn khắp xung quanh. Bởi vì cảm giác khiến cho ông ta ghi nhớ cả đời đó tuyệt đối không siêu thế, nhưng, nơi mà ánh mắt ông ta hướng tới căn bản không có bóng dáng của người đó lúc này, ngay cả. Suda và Hirasaen cũng nghĩ tới một khả năng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Bọn họ cũng cảm nhận được rõ ràng cảm giác nguy hiểm đó, nếu không thì bọn họ sẽ không có cảm giác tim đập chân run như vậy, thế nhưng căn bản lại không tìm thấy được bóng dáng của người đó. Ngược lại Tiêu Chính Văn đi tới trên quảng trời bên ngoài Điện Thần Hoàng với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Khi Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng đáp đất, những người đang có mặt không khỏi đồng loạt nhíu mày. Nơi này dẫu sao vẫn là sân nhà của âm phủ, hơn nữa còn ở Điện Thần Hoàng, Tiêu Chính Văn khinh thường bọn họ như vậy, ít nhiều cũng khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Chương 4772 lúc này. Tả Phượng Kiều vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần cũng chậm rãi mở to hai mắt, ánh mắt lạnh lùng quan sát Tiêu Chính Văn phía trước mặt. Người đâu, giúp tôi tìm một cơ thể mới chết, đổi cái xác chết trôi trong tay hắn đi, Tả Phượng Kiều cao ngạo lên tiếng. Cái xác vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn căn bản nhìn không rõ dung mạo, mà điều cô A nghĩ tới chỉ có thể là Tiêu Chính Văn thông qua thủ đoạn gì đó mang thân xác của mình tới âm phủ. Nếu như Tiêu Chính Văn dùng thân xác của bản thân để giao đấu với cô ta thì chắc chắn sẽ bị âm phủ áp chết cô như là vì thể diện, Tả Phượng Kiều phải khiến cho Tiêu Chính Văn thua tâm phục khẩu phục. Không cần đâu, Tiêu Chính Văn điềm nhiên lên tiếng, lễ nào cậu muốn dùng thân xác của mình để giao đấu với nhân tài của âm phủ chúng tôi ở chính âm phủ, Trần Thiên Nam bước ra khỏi đám người, cười lạnh lùng lên tiếng.
Ai cũng biết người ở vùng ngoài lãnh thổ tới âm phủ chắc chắn sẽ gặp phải sự áp chế của trời đất một phương. Mà cậu lại mang thân xác của bản thân tới âm phủ, dù cậu thua rồi thì cũng có thể lấy cớ âm phủ bài xích cậu, vậy nên mới bại trong tay nhân tài số một của âm phủ chúng tôi. Loại chiêu trò này có phải quá hạ đẳng rồi không? Trần Thiên Nam cố ý nói ra những lời này, mục đích chính là để chọc giận Tả Phượng Kiều và những người đang quan sát trận chiến. Thế nhưng lời ông ta nói quả thực là tình hình thực tế, dù là thế tục hay là vùng ngoài lãnh thổ, chỉ cần tới âm phủ thì đều sẽ bị đất trời một phương áp chết, mà lỡ như Tiêu Chính Văn thật sự bại trong tay Tả Phượng Kiều thì cũng có lý do danh chính ngôn thuận. Chỉ một Tả Phượng Kiều mà cũng đáng để tôi phải dùng toàn lực sao? Nực cười, Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lại một câu. Lời này vừa mới thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người đang có mặt lập tức sa sầm lại, vô số ánh mắt bừng bừng sát khí đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn ngay tức thì. Mặc dù Tả Phượng Kiều không phải cao thủ số một, thế nhưng đó cũng là con gái của Tả Bạch Đào đấy. Hơn nữa trong thế hệ thanh niên cũng có thể xếp trong top 101 dù là kiếm sĩ Hoàng Kim số 1 Elon thì cũng bại trong tay cô ta, Tiêu Chính Văn lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Được, tôi phải xem anh có thể ngông cuồng được bao lâu. Trước đây, người từng ăn nói hoành hoang ở trước mặt tôi giống như anh đều đã trở thành xác khô cả rồi. Tả Phượng Kiều vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù cô ta vẫn chưa ra tay, thế nhưng tất cả mọi người đang có mặt đều có thể cảm nhận được áp lực khủng bố. Giết anh, ba chiêu là đủ, Tả Phượng Kiều lạnh lùng lên tiếng với vẻ mặt hờ hững. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản nhìn Tả Phượng Kiều, đối diện với khí thế khủng bố đó, Tiêu Chính Văn chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định lùi bước. Thế nhưng một giây sau, khí tức khắp người Tiêu Chính Văn đột nhiên bộc phát. Khí tức cuồng bạo đó lao thẳng lên tầng mây, giống như rồng thật rời khỏi lòng biển, mạnh mẽ dâng cao. Chương 4773 gửi một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bốn phương, cả điện thần hoàng đều không ngừng rung lên trong tiếng rồng ngâm này. Chỉ riêng uy thế của Thương Long đã khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều phải chấn động. Ngay tới Tả Phượng Kiều cũng không chịu đựng nổi mà lùi ra sau vài bước. Dẫu sao đây cũng là khí thức của rồng thật, chính là khắc tinh của tất cả người âm phủ, hơn nữa sức mạnh bên trong cơ thể Tiêu Chính Văn rõ ràng đang áp chế cả khoảng trời. Ngay cả trời đất của âm phủ cũng phải biến sắc theo. Ngay sau đó, cảnh giới của Tiêu Chính Văn đột ngột nâng cao, giống như một con rồng lớn thời thượng cổ đang bừng tỉnh giấc. Khí tức điên cuồng của rồng nháy mắt đã bao trùm lấy cả điện thần hoàng vào bên trong. Vậy mà lại là khí tức của rồng thật, lúc này, ngay cả Trần Thiên Nam cũng không khỏi kinh ngạc biến sắc. Đám người nhà họ Trần cũng đang nhìn Tiêu Chính Văn chăm chăm. Ôi, Tả Phượng Kiều e rằng không phải đối thủ của cậu tan, ABC Mây thở dài lắc đầu. Nếu như lời này xuất phát từ miệng của người khác thì chắc chắn sẽ bị những người xung quanh cười nhạo. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một thần hồn, căn bản không có thân xác, mà Tả Phượng Kiều lại chiếm trọn ưu thế sân nhà, trận chiến này căn bản chẳng có gì bất ngờ cả. Dù Tiêu Chính Văn có khí tức của rồng khủng bố, chỉ cần thời gian kéo dài thì ngay cả bản thân anh cũng sẽ bị khí tức của rồng thật cản trả, tới lúc đó, e rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết vì thần hồn tiêu tán. Thế nhưng những lời này lại được thốt ra từ trong miệng của ABC Mây, ai dám hoài nghi cơ chứ? VK không chỉ có ABC Mây, Hisanaen và Suda bên cạnh lúc này cũng đang kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Hai người họ cũng nhận ra Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Bởi vì cảm giác khiến cho bọn họ kinh hoàng đó thật sự quá quen thuộc. Ý của ông là, người này, Duda đột nhiên nghĩ tới bóng dáng đáng sợ đói lễ nào tới tận bây giờ mấy người vẫn còn chưa nhận ra sao, ABC Mây lắc đầu cười khổ, trong lòng nào còn có chút ý định chiến đầu nào nữa. Thật sự là anh ta, Hisanaen buột miệng thốt ra, thậm chí ngay cả đám người bên cạnh cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hisano không sai, chính là anh ta, Duda khẳng định lại thêm lần nữa. Trước đây hắn từng giao đấu với Tiêu Chính Văn, loại cảm giác mạnh mẽ tới độ biến thái đó, hẳn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Lúc này, Tả Phượng Kiều đang đứng cách Tiêu Chính Văn chỉ vài bước nào biết được những thứ này. Vẫn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, khinh thường nói, anh sẽ không cho rằng chỉ dựa vào khí tức của rồng thật là có thể chiến thắng tôi đấy chứ. Trong vòng ba chiêu, nếu như không thể đánh bại anh, Tả Phượng Kiều tôi sẽ chủ động nhận thua. Tả Phượng Kiều cô ta cũng là nhân tài kiệt xuất trong lớp thanh niên, đâu có chuyện bị khí tức của rồng thật dọa sợ.
Chương 4774 hơn nữa, vì trận chiến ngày hôm nay, Tả Phượng Kiều và bên phía Âm Tư đã chuẩn bị đầy đủ, sao cô ta có thể bại trong tay Tiêu Chính Văn cơ chứ? Tả Phượng Kiều vừa nói dứt lời, một bông hoa sen màu máu xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn. Bông sen màu máu đó mang theo sức mạnh khủng bố của cái chết, chậm rãi tiến vào trong hư không. Một giây sau, cả đất trời đều bị bông sen màu máu này nhuộm thành sắc đỏ. Bầu trời như võng, mặt đất như lồng, gần như chỉ cần khoảnh khắc là có thể nhốt Tiêu Chính Văn vào trong cái chuồng thuộc về anh. Ngay sau đó, chỉ thấy Tả Phượng Kiều giơ một tay lên, bông sen đỏ khủng bố trở nên rất lớn, nháy mắt đã chèn ép về phía Tiêu Chính Văn. Thế nhưng cũng chính khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn vung tay ra, khí tức khủng bố của rồng hóa thành một con thương long lao thẳng ra trước. Khí tức của rồng hóa thành rồng, anh cho rằng cái đó có thể so bì với rồng thật sao? Trên mặt Tả Phượng Kiều lóe lên một nụ cười giễu cợt. Chỉ là chỉ trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cô A đã trở nên đông cứng. Bởi vì con thương long đó xông thẳng tới, thân rồng như có thật cứ thể đâm vỡ nát hoa sen màu máu rồi tiến thẳng vào bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Tả Phượng Kiều cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Xem ra trước đây là tôi đã xem thường anh rồi. Tả Phượng Kiều nói rồi lại ra tay, những thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh Tiêu Chính Văn, bao vây Tiêu Chính Văn vào bên trong. Ủ khắp người những thân ảnh đen xì này đều mang một luồng khí tức chết chóc, rõ ràng bọn họ đều tới từ cùng một nơi, âm phủ. Thế nhưng vào khoảnh khắc những thân ảnh đó sắp áp sát Tiêu Chính Văn thì lại giống như băng tuyết gặp phải mặt trời, nhanh chóng dung hòa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhìn thấy liên tiếp hai chiêu đều bị Tiêu Chính Văn dễ dàng hóa giải, Tả Phượng Kiều rút kiếm ra, một vầng hào quang bao trùm khắp cơ thể. Thanh kiếm dài trong tay cô ta chính là Phá Thiên Thần Kiếm. Gần như cùng lúc những bóng đen đó biến mất, kiếm thế của Tả Phượng Kiều đã được hình thành, nhát kiếm kinh thiên chém về phía Tiêu Chính Văn. Đối diện với kiếm khí kinh thiên của Tả Phượng Kiều, Tiêu Chính Văn cũng chỉ khẽ giơ một ngón tay lên. Anh khẽ chỉ điểm, một luồng khí tức của rồng hết sức khủng bố lao tới. Phái Tiêu Chính Văn chỉ bình thản thốt ra đúng một chữ. Không hề có sự nổ tung khủng khiếp như trong tưởng tượng của mọi người, cũng không có tiếng vang kinh thiên, tất cả đều bình thường tới độ không thể bình thường hơn. Kiếm khí khủng bố đó cũng biến mất ngay sau khi Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, giống như tất cả chưa từng xảy ra vậy. Chương 4775 ba chiêu đã qua mà Tiêu Chính Văn vẫn cao ngạo đứng nguyên tại chỗ cũ. Tiêu Chính Văn, anh đây là có ý gì? Lẽ nào không dám đấu một trận với tôi sao? Tả Phượng Kiều đột nhiên gầm lên một tiếng. Nếu như dựa theo lời cô ta nói thì thật ra cô ta đã thua rồi. Ba chiêu đã qua, Tiêu Chính Văn vẫn chưa hề bị thương. Thế nhưng Tả Phượng Kiều đâu thể cam tâm nhận thua. Chưa nói tới chuyện trận chiến này có liên quan tới tương lai của âm phủ, dù là vì thể diện của bản thân cô A thì cũng không thể cúi đầu nhận thua trước Tiêu Chính Văn. Dẫu sao nơi này cũng là âm phủ, là sân nhà của cô ta, dù cô ta cố chấp không giữ lời hứa thì cũng có sao. Ai dám nói nửa chữ không với cô ta? Tả Phượng Kiều, cô thua rồi. Diệp Phàm đột nhiên bước ra khỏi đám người, lớn tiếng hô lên. Hỗn xược, Trần Đình Chi phẫn nộ gầm lên một tiếng. Trong mắt ngập tràn sát khí từ đầu chí cuối, Tiêu Chính Văn đều đang phòng thủ, đôi bên căn bản không hề chém giết qua lại, Tả Phượng Kiều sao có thể bại trong tay cậu ta, Trần Đình chỉ cười lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, nếu như anh không dám đấu với tôi, bây giờ quỳ xuống cầu xin, nếu không thì đừng có mà trách tôi, Tả Phượng Kiều mãi tới giờ vẫn cho rằng Tiêu Chính Văn kinh sợ áp lực bên phía âm phủ nên không dám ra tay toàn lực. Mà chỉ cần Tiêu Chính Văn ra tay. Vậy thì cô ta sẽ có cách giết hạ đối phương. Không dám đấu với cô, không để cho Tả Phượng Kiều nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời. Vừa nói dứt lời, cơ thể của Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng di chuyển. Không đánh không phải vì sợ cô mà là vì cô không đáng để tôi ra tay. Cô, không xứng, Tiêu Chính Văn tiến ra trước một bước, vung ai giáng xuống một cú tát. Cú tát này không có gì kỳ lạ. Vừa không có khí thế kinh thiên cũng không có uy áp khủng bố, thế nhưng Tả Phượng Kiều nhìn cú tát này giáng xuống mà chẳng thể né kịp. Anh, bốp, cú tát giáng rất mạnh lên trên mặt Tả Phượng Kiều. Hay không để cho Tả Phượng Kiều kịp thắc mắc, cú tát vô tình của Tiêu Chính Văn đã khiến cho cô ta ngã lăn ra đất. Ầm, một tiếng vang lớn truyền tới, cả điện thần hoàng đều rung lên kịch liệt. Một giây sau,
một cái hố hình người sâu tới vài dặm đã xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều hít sâu. Chương 4776 ngay cả mấy người Juda cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Đây là thực lực ở cấp độ nào? Chỉ là một cú tát thôi mà đã có lực công phá kinh thiên tới thế. Mặc dù lực công phá này đối với cao thủ thiên cảnh như bọn họ mà nói căn bản chẳng đáng là gì, thế nhưng điểm khủng khiếp chính là cú tát đó của Tiêu Chính Văn cực kỳ chậm rãi. Theo như bọn họ thấy, đó giống như phát lại qua ống kính quay chậm. Dù là như vậy, Tả Phượng Kiều chẳng thể né tránh, cứ thế bị đánh cho ngã lăn ra đất. Hơn nữa cả quá trình, ngay cả một chút lực cũng không trạch ra ngoài, Tả Phượng Kiều gần như đã dùng mặt để đỡ một đòn toàn lực của Tiêu Chính Văn. Lúc này, nửa bên mặt của Tả Phượng Kiều bên trong cái hố lớn hình người đã bị đánh cho nát bươm, máu tươi lẫn với da thịt chảy trên mặt, vừa khủng bố lại thảm hại tới vô cùng. Lúc này, Tả Phượng Kiều đã nổi điên tới cực điểm. Nơi này là sân nhà của cô ta. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn chỉ dựa vào thần hồn để giao đấu với cô ta, Tiêu Chính Văn không hề bị thương, mà cô ta lại bị đánh cho thảm hại như thế, mấu chốt nhất là bên trong điện thần Hoàng Vân luôn có người đang âm thầm bộc lộ uy áp để áp chế tu vi của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng dù là như vậy, cô ta vẫn suýt thì bị cú tát của Tiêu Chính Văn đánh chết. Ôi, nếu như ban nãy Tiêu Chính Văn ra tay mạnh hơn một chút, tát chết cô ta luôn thì trận chiến này cũng đã kết thúc rồi, ABC Mây thở dài nói. Trên thực tế là anh ta đang cố ý làm vậy, nếu không thì Tả Phượng Kiều đã chết chắc rồi, Duda nhìn Tiêu Chính Văn nói với biểu cảm phức tạp. Nghe thấy lời này, ABC Mây không khỏi ngơ ngác, ý của cậu là Tiêu Chính Văn vừa cố ý tha cho cô ta một mạng ư. Nếu như thật sự đúng như những gì Duda nói thì ABC Mây đã hiểu ra rồi. Đây là trận đại chiến sinh tử, đổi lại là ai thì cũng đều sẽ nghĩ cách để dồn đối phương vào chỗ chết. Người xưa đã nói. Đánh rắn không chết chắc chắn sẽ có họa về sau, lẽ nào Tiêu Chính Văn không hiểu đạo lý này sao? Hơn nữa, hai bố con Tả Bạch Đào đã đặt một cái bẫy đâu ra đó, chỉ đang đợi Tiêu Chính Văn mắc lỗi mà thôi. Lỡ như 10 phán quan và mấy người Tả Bạch Đào đột nhiên nhúng tay vào, vậy thì Tiêu Chính Văn sẽ chỉ còn đường chết hay sao? Cái này thì tôi lại không rõ, có điều cú tát ban nấy tuyệt đối có thể đồn Tả Phượng Kiều vào chỗ chết. Thế nhưng anh ta lại không hề làm như vậy, bốn Juda híp mắt nhìn Tiêu Chính Văn, nói. Lúc này, cả không gian hết sức tĩnh lặng, ngay tới mấy người 10 phán quan lúc này cũng đang nhìn Tiêu Chính Văn với sắc mặt hết sức khó coi. Tiêu Chính Văn, anh, giác, Tả Phượng Kiều vẫn chưa nói hết câu, chỉ thấy Tiêu Chính Văn tùy ý vung tay ra, một lực hút cực đại hút cô ta ra khỏi cái hố lớn hình người, tiện tay quăng ra, lại ném cô ta ra xa mấy trăm mét. Đụng đổ một cột trụ của điện thần Hoàng. Chương 4777 anh, lúc này vẻ mặt Tả Phượng Kiều vô cùng dữ tợn, gương mặt vốn đã bị đánh cho biến dạng lại càng thêm u ám. Tả Phượng Kiều, cô đã bại trận rồi. Diệp Phàm tiến lên trước một bước, lại lớn tiếng hô lên. Anh ta còn thật sự cho rằng Tả Phượng Kiều sẽ giữ đúng ước định và nhận thua trước Tiêu Chính Văn cơ đấy. Tôi bại trận rồi, anh cũng quá ngây thơ rồi. Giữa tôi và anh ta chỉ có thể có một người sống sót rời khỏi nơi này. Trận chiến này không có thắng bại, chỉ có sống chết, Tả Phượng Kiều bật cười lạnh lùng, khí tức khắp người lại dâng cao. Chỉ trong nháy mắt, khí thế trên người cô ta đã khôi phục về như lúc đầu. Cùng lúc này, 10 phán quan và mấy người Trương Hàn cũng đồng loạt tiến lên trước chắn giữa Tiêu Chính Văn và Tả Phượng Kiều, rõ ràng đang ngăn cản Tiêu Chính Văn tiếp tục ra tay. Trương Hàn còn đưa cho Tả Phượng Kiều một viên đan dược để giúp cho cô ta mau chóng khôi phục thể lực. Nhìn thấy cảnh tượng này, đại diện các thế gia lớn ở âm phủ không khỏi nhíu mày, đây rõ ràng là đang gian lận, thế nhưng dẫu sao nơi này cũng là âm phủ, vậy nên mọi người cũng không hề lên tiếng. Mấy người rõ ràng đã bại trận rồi, đường đường là con gái của Thành Hoàng mà thủ đoạn lại hèn hạ tới vậy, lẽ nào mấy người không cảm thấy nhục nhã sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Trấn Bắc Vương cũng không nhịn được lửa giận trong lòng, lớn tiếng gầm lên với mấy người Tả Phượng Kiều. Nhục nhã, tôi thấy ông không thiết sống nữa rồi, Trương Hàn lạnh lùng nhìn về phía Trấn Bắc Vương, trầm giọng uy hiếp. Uy hiếp tôi, ông thật sự nghĩ tôi sợ à? Cái chết của Hạo Thiên năm đó chắc chắn là ông và Tả Bạch Đào đã bí mật dàn xếp kết quả. Không ngờ hôm nay mấy người lại dùng thủ đoạn y như vậy để đối phó với cậu Tiêu. Trấn Bắc Vương tiến lên trước một bước, nói không chút nhượng bộ.
Câm mồm, La Thiên Hựu phần nộ gầm lên, ngay sau đó, sức ép khủng bố đẩy Trấn Bắc Phương lùi ra sau mấy bước. Trận chiến ngày hôm nay vẫn còn chưa phân thẳng bại, đôi bên tạm thời nghỉ ngơi một lát rồi lại đấu cũng chưa có muộn. La Thiên Hựu vừa thốt ra lời này, ngay tới đại biểu của không ít thế gia cũng đột nhiên cảm thấy phát bực. Đây rõ ràng đã không có giới hạn gì nữa, đôi bên đã giao đấu rồi, hơn nữa Tiêu Chính Văn người ta đã chiếm trọn phần thắng, bảo tạm nghỉ ngay lúc này rõ ràng là đang thiên vị cho Tả Phượng Kiều. Không để cho Diệp Phàm lên tiếng thêm, Tiêu Chính Văn đã xua tay ngắt lời. Trước đây mấy người từng nói muốn hẹn chiến ở âm phủ, hơn nữa là trận quyết đấu công bằng một đấu một, mặc dù tôi biết rõ mấy người sẽ sử dụng một số thủ đoạn, thế nhưng tôi vẫn tin tưởng mấy người. Chương 4778 tôi không dùng thân xác này để đấu với cô ta chính là đã cho mấy người bậc thang để lui bước rồi, nếu như mấy người đã không cần, vậy thì mọi hậu quả đều do mấy người gánh lấy. Tiêu Chính Văn nói xong thì ánh mắt lại hướng về phía đám người xung quanh. Lúc này, Tả Phượng Kiều đã khôi phục lại như ban đầu dưới sự giúp đỡ của viên đan dược kia. Hỡi Tiêu Chính Văn, cho dù âm phủ chúng tôi có cho anh một con đường lui thì anh cũng có thể làm được gì. Với tình hình bây giờ của anh chắc hẳn cũng chẳng kiên trì thêm được quá lâu đâu nhỉ. Tả Phượng Kiều cười khẩy, nói. Đám người xung quanh cũng đồng loạt cau mày, cô ta nói không sai chút nào, Tiêu Chính Văn bây giờ chỉ là một thần hồn, mà trận đấu giữa Tiêu Chính Văn và Tả Phượng Kiều, đối với Tiêu Chính Văn mà nói cũng phải tiêu hao cực lớn. Hơn nữa khí tức của rồng thật vốn dĩ sẽ có tác dụng áp chế rất mạnh đối với cơ thể thần hồn, thời gian kéo dài thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ thất bại. Người có mắt nhìn vừa nhìn là có thể nhìn ra Tiêu Chính Văn lúc này đã suy yếu hơn mấy phần so với khi trước, nếu như thêm vài lần nữa thì thần hồn của Tiêu Chính Văn nhất định sẽ bị tiêu diệt tới lúc đó, cho dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh cực lớn thì cũng hết cách cứu chữa rồi. Cậu Tiêu, việc gì cậu phải khổ như thế? Chỉ cần cậu chịu nhận thua, nhà họ Trần chúng tôi bảo đảm có thể để cho cậu Tiêu an toàn rời khỏi âm phủ. Trần Thiên Nam cũng nhân cơ hội nói xen vào. Nhận thua. Muộn rồi, khí thế của Tả Phượng Kiều đột nhiên biến đổi, khí tức cả người đều trở nên hết sức khủng bố. Cô ta vừa mới uống thánh dược trị thương, không chỉ hồi phục vết thương mà thậm chí cảnh giới cũng nâng cao hơn mấy phần. Tôi lại muốn nhìn xem anh có bản lĩnh lớn tới đâu. Tả Phượng Kiều vung thanh kiếm dài trong tay ra, dùng mũi kiếm chỉ về phía Tiêu Chính Văn. Mười phán quan cũng đồng loạt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Gạch dưới, á mấy người đúng là vô liêm sỉ tới cực điểm. Nhà họ Tả mấy người lại còn muốn nhân việc này thống nhất các thế gia lớn của âm phủ, Diệp Phàm thực sự không thể áp chế lửa giận trong lòng, mở miệng mảng chửi. Hừ, Tả Phượng Kiều chỉ hừ một tiếng, chẳng buồn liếc nhìn Diệp Phàm lấy một cái, tiến một bước lên trước nói với Tiêu Chính Văn, tôi lại muốn nhìn xem bây giờ anh còn có thể đánh tôi không. Nói dứt lời, Tả Phượng Kiều bừng bừng khí thế giơ thanh kiếm lên, kiếm khí vô cùng sắc bén, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, không ít người đều khẽ nhắm mắt lại, lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại rồi. Thật ra không chỉ có Juda nhìn ra Tiêu Chính Văn ban nãy có thể giết chết Tả Phượng Kiều, thế nhưng tới cuối cùng Tiêu Chính Văn vẫn nương tay. Chương 4779 thế nhưng lần này, Tả Phượng Kiều sẽ không nương tay với NHTL ôi, cú tát ban nấy rõ ràng có thể kết liễu Tả Phượng Kiều, xem ra cậu ta vẫn còn quá trẻ. Quá nhân từ với phụ nữ rồi, một ông lão tóc trắng không ngừng lắc đầu thở dài. Thật ra ban nấy nếu như Tiêu Chính Văn tung đòn giết chết Tả Phượng Kiều, dù là 10 phán quan ở đây thì căn bản cũng chẳng kịp ngăn cản. Thế nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn căn bản chẳng còn cơ hội đó nữa rồi. Đánh cô, được thôi, nếu như cô đã thích bị đánh như vậy thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa vung tay lên, cơ thể của Hạo Thiên bay lên giữa hư không. Đồng thời Tiêu Chính Văn cũng tiến ra một bước, dung hòa vào làm một với cơ thể của Hạo Thiên. Một giây sau, Tiêu Chính Văn đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng kinh thiết nhìn thấy gương mặt có phần trăng bạch kia của Hạo Thiên, gần như tất cả mọi người đều hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Tả Phượng Kiều càng kinh ngạc tới độ liên tiếp lùi ra xô thế nhưng ngay sau đó, Tả Phượng Kiều lại phá lên cười. Cùng lúc này, sắc mặt của Trương Hàn lại trầm xuống. Tôi còn tưởng anh tìm các xác tốt tới độ nào, hóa ra là hắn, Tả Phượng Kiều quan sát thân xác của Hạo Thiên, không ngừng lắc đầu nói. Hạo Thiên dẫu sao cũng là bại tướng dưới tay cô ta,
Hơn nữa năm đó lúc Hạo Thiên chết mới chỉ có tu vi ở cảnh giới đế quân, nếu như Tiêu Chính Văn dùng cơ thể của anh ta thì chẳng khác gì tự trói lấy hai tay cải thử hỏi một đế cảnh thì sao có thể là đối thủ của cô ta. Nếu như Tiêu Chính Văn phát huy chiến lực vốn có, cơ thể của Hạo Thiên có thể chịu đựng nổi sao? Vậy nên Tiêu Chính Văn lựa chọn cơ thể của Hạo Thiên chính là đang tự tìm đường chết. Thế nhưng một giây sau, nụ cười của cô ta đột nhiên tắt ngúm. Bởi vì trên người Hạo Thiên đột nhiên bộc phát khí tức mà chỉ cường giả thiên cảnh mới có khí tức này quá mạnh, thậm chí còn quét sạch bốn phương chỉ trong nháy mắt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hạo Thiên chỉ có tu vi ở cảnh giới đế quân, sao có thể, Tả Phượng Kiều dù thế nào cũng không dám tin vào tất cả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh tanh, một giây sau, anh tiến lên trước và đi đến trước mặt Tả Phượng Kiều. Ban nãy không phải cô bảo tôi đánh cô sao? Giờ tôi sẽ đánh cô. Bố Pi Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời thì một cái tát nữa lại giáng xuống. Vẫn là góc độ đó, vẫn là nửa bên mặt đói Tả Phượng Kiều lại hứng chọn một cái tát rất kêu của Tiêu Chính Văn. Mà lần này, Tả Phượng Kiều còn bị đánh thảm hơn, cái hố lớn hình người kia cũng càng sâu hơn nữa. Ồ, Tả Phượng Kiều không chỉ có nửa bên má bị đánh cho nát bươm mà cả nửa trái người cũng máu thịt lẫn lộn. Tiêu Chính Văn. Chương 4780 Tả Phượng Kiều phát ra một tiếng gầm kinh thiên từ bên trong cái hố lớn hình người. Khoảnh khắc này, Tả Phượng Kiều nào còn chút gì cao ngạo và khí phách như khi trước nữa. Tôi có thể cho mấy người thời gian cho cô ta thêm một viên đan dược nữa để cô ta mau chóng hồi phục. Tiêu Chính Văn vẫn chưa ra tay giết Tả Phượng Kiều mà quay đầu nhìn về phía Trương Hàn. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, đứng với dáng vẻ cao ngạo. Đây là sự khinh thường đối với 10 vị phán quan. Thậm chí có thể nói, Tiêu Chính Văn đã vô hình tát thẳng vào mặt 10 vị phán quan. 2. Tả Phượng Kiều đã biết mình không thể địch nổi, hà tất gì phải vậy chứ? ABC Mây lắc đầu bất lực, thuyết phục. Ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của hắn, cô có thể thắng nổi sao? Hisanaen cũng lên tiếng. Hai người họ vừa dứt lời, 10 vị phán quan đồng loạt nhìn về phía bên này. Dù sao hai người họ đều có thân phận đặc biệt, cùng nằm trong top 10 cao thủ, ngay cả bọn họ cũng không phải là đối thủ, có nghĩa là cho dù Tả Bạch Đào đích thân xuất chiến thì cũng không có cơ hội chiến thẳng. Tả Phượng Kiều, tôi khuyên cô nên nhận thua đi, lẽ nào đến bây giờ hai người vẫn chưa biết thân phận thật sự của cậu ta sao? Ba người chúng tôi đều đã thua trong tay cậu ta, hơn nữa, còn thua cùng một ngày, Duda nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Cú nghe đến đây nếu mọi người còn chưa đoán ra được thân phận của Tiêu Chính Văn thì bọn họ sống mấy nghìn năm nay thật lãng phí. Trong cùng một ngày, có thể đánh bại ba người liên tiếp, đó chính là thanh niên thần bí kia. Thiên tài vô song đó, người đã gây chấn động toàn bộ âm phủ chỉ trong một đêm. Lúc này, vô số cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Bọn họ không thể tin rằng Tiêu Chính Văn là người đàn ông bí ẩn đã làm rung chuyển cả âm phủ lúc trước. Sao có thể là cậu ta? Nhân vật thần bí đó lại là Tiêu Chính Văn. Nếu thật sự là Tiêu Chính Văn thì 10 Tả Phượng Kiều cũng không thẳng nổi. Lúc này, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Tả Phượng Kiều nhìn Tiêu Chính Văn càng thêm kinh ngạc. Thực ra lúc vừa giao đấu, Tiêu Chính Văn dễ dàng phá giải chiêu thức của cô ta. Cô ta đã nghi ngờ sức chiến đấu thật sự của Tiêu Chính Văn rồi. Nhưng Tiêu Chính Văn mượn cơ thể của Hạo Thiên, với tu vi của Hạo Thiên, sao có thể đạt đến cấp bậc cao như vậy? Đây là trận chiến giữa cao thủ thiên cảnh, cho dù đế cảnh có mạnh đến đâu thì cũng không thể đạt tới cấp bậc cao thủ thiên cảnh. Tôi không tin, anh không thể là người bí ẩn đó. Anh chỉ mượn thể xác của người đó mà thôi. Chương 4781 đấu lại, Tả Phượng Kiều tức giận hét lớn. Cùng lúc đó một tia sáng đỏ chói từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả 10 vị phán quan đứng đầu đều cau mày. Lúc này, Tả Phượng Kiều đã trở nên điên cuồng. Khi cô ta mở mắt ra lần nữa, một tia sáng đỏ như máu bản ra từ mắt cô ta. Tả Phượng Kiều như biến thành một con người khác, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhãn. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người có mặt phải khiếp sợ. Không đúng, đó không phải Tả Phượng Kiều. Khi Tả Phượng Kiều lại xuất hiện trước mặt mọi người, rất nhiều người đã cảm thán. Ủ người này chắc chắn không phải người âm phủ, cô ta giống Tiêu Chính Văn,
đều đến âm phủ dưới dạng linh hồn. Âm phủ chúng tôi cần người ngoài giúp đỡ sao? Tả Phượng Kiều này đang hủy hoại danh tiếng của âm phủ. Thật không thể tha thứ. Cho dù cô ta thắng thì đã sao, mượn sức lực bên ngoài còn dùng thủ đoạn bỉ ổi này, thật đáng ghê tởm. Rất nhiều đại diện thế gia đều tỏ ra tức giận nhìn ra được sự khác thường của Tả Phượng Kiều. Dù thua hay thăng, tất cả mọi người đều sẽ không coi thường Tả Phượng Kiều, bởi vì thân phận thật sự của Tiêu Chính Văn đã được xác thực. Ngay cả Juda cũng bại dưới tay Tiêu Chính Văn, thì Tả Phượng Kiều thua cũng là điều đương nhiên. Nhưng mời người ngoài đến trợ chiến thì thật quá đáng. Tả Phượng Kiều nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Không ngờ anh có thể chết đi sống lại. Trước đây đáng ra không nên giữ lại tên tai hại như NHTL, mặc dù vẫn là giọng nói của Tả Phượng Kiều, nhưng giọng điệu và biểu cảm trên mặt cô ta lại là người hoàn toàn khác. Đến âm phủ dưới dạng linh hồn. Xem ra cô là người quen ở vùng ngoài lãnh thổ nhỉ. Chẳng trách người nhà họ Trương vừa rời đi, âm phủ đã xâm chiếm Tây Vực, thì ra là có nội gián. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Chỉ cần giết được anh, bí mật này sẽ vĩnh viễn không có người thứ ba biết được. Tả Phượng Kiều lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Tả Phượng Kiều chợt nâng tay lên, khẽ nắm chặt, không khí trong bán kính vài km dường như đông cứng lại. Cùng lúc đó, một luồng uy lực đáng sợ đột nhiên chút xuống. Đòn đánh của cô ta có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại rất đáng sợ. Trong cú đánh này dung hợp sức mạnh của trời đất, mạnh hơn nhiều so với Tả Phượng Kiều vừa rồi gấp trăm lần. Nhưng Tiêu Chính Văn không chút sợ hãi, tung năm đấm chống đỡ, trong đó còn ẩn chứa sức mạnh quy chân. Chương 4782 bùm, hai luồng sức mạnh va chạm chiến mọi người đang quan sát đều bị chói me trong giây lát. Tiêu Chính Văn, tôi khuyên anh nên biết điều, nếu dám phá hỏng đại cục của tôi thì cho dù anh trở về vùng ngoài lãnh thổ, cũng chắc chắn phải chết. Tả Phượng Kiều lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, một quyển thiên thư xuất hiện trên đầu Tiêu Chính Văn, áp xuống không hề báo trước. Quyển thiên thư đó như đến từ thời cổ đại, đem theo khí thức cổ xưa và uy nghiêm, tỏa sáng. Ánh sáng đó như lưỡi kiếm sắc nhọn, mà quyển thiên thư kia cũng nặng như núi. Tiêu Chính Văn tung một trường. Trường này đem theo sức mạnh quy chân và uy lực trời đất. Chỉ một đòn tùy ý cũng có thể làm rung chuyển trời đất, vượt xa ngoài dự liệu của đối phương. Đòn tấn công này có vẻ đơn giản nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô song, như huy động cả trời đất một phương. Mặc dù Tả Phượng Kiều rất ngạc nhiên, nhưng cô ta không hề hoảng sợ. Cũng tung một trường đem theo uy lực trời đất vô song. Lúc hai người đối đầu, Tiêu Chính Văn đã bước lên gần Tả Phượng Kiều, trước khi Tả Phượng Kiều kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn đã vươn tay nắm lấy vai cô ta. Tả Phượng Kiều không ngờ thân pháp của Tiêu Chính Văn lại kỳ dị khó đoán như vậy, cô ta khẽ lay vai, cố gắng thoát ra khỏi tay Tiêu Chính Văn. Muốn chạy sao, muộn rồi, Tiêu Chính Văn chế nhạo. Một cánh tay của Tả Phượng Kiều bị Tiêu Chính Văn bẻ ra sau. Thậm chí cả nhân vật thần bí chiếm cơ thể Tả Phượng Kiều cũng bị Tiêu Chính Văn lôi ra ngoài. Đối phương không ngờ Tiêu Chính Văn sẽ ra tay như vậy, càng không ngờ Tiêu Chính Văn sẽ kéo hắn ra khỏi cơ thể Tả Phượng Kiều. Nhưng người bí ẩn đó cũng biết rõ Tiêu Chính Văn không thể để lộ danh tính của mình trước mặt mọi người, nếu không sau này sẽ không còn chỗ đứng ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng người hẳn đang phải đối mặt là Tiêu Chính Văn, sao có thể dễ dàng trốn thoát được. Hắn cổ thử vài lần nhưng đều bị Tiêu Chính Văn bắt lại một cách dễ dàng. Tiêu Chính Văn, anh thật ép người quá đáng. Hôm nay tôi sẽ liều chết với anh. Vừa dứt lời, linh hồn kia biến thành một tia sáng chói mắt. Trong giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên, đối phương thấy không thể chạy thoát, cho nên chọn cách tự hủy. Tiêu Chính Văn chế nhạo, muốn anh chết cùng sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Tiêu Chính Văn phất tay. Một luồng sáng vàng bao lọc lấy linh hồn kia. Nhìn thấy cảnh này, chủ nhân linh hồn kia sững sờ, hung hăng nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng ất cả đã quá muộn. Chương 4783 bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, linh hồn kia nổ tung mà chết. Nhưng sự tự hủy diệt của hẳn không hề tổn hại đến Tiêu Chính Văn, thậm chí cả Tả Phượng Kiều cũng bị trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn hấp thu vào trong. Sau khi mất đi sự khống chế của linh hồn kia, Tả Phượng Kiều mới trở lại bình thường, cô ta đau đớn hét lên. Anh, sao anh có thể mạnh như vậy? Trước đây chính hắn đã giết Hạo Thiên, còn anh,
Sao có thể, Tả Phượng Kiều không tin Tiêu Chính Văn lại mạnh đến vậy, ngay cả người đó cũng bất lực trước Tiêu Chính Văn. Trong lòng cô ta kinh ngạc đến mức nói ra cả bí mật năm đó. Tả Phượng Kiều, nếu hồi đó Hạo Thiên không cứu cô thì cô đã chết từ mấy trăm năm trước rồi. Vì cứu cô, Hạo Thiên đã hao tổn nguyên khí, không ngờ cuối cùng cô lại thông đồng với người ngoài chống lại Hạo Thiên. Diệp Phàm cũng không kiềm chế nổi nữa, đứng trong đám người, tức giận quát lớn. Hắn vốn dĩ là một tên phế vật, Tả Phượng Kiều gằn giọng gầm lên. Thật ra năm đó, Tả Phượng Kiều suýt bị một cao thủ của Minh Hà giết chết, may mà gặp được Hạo Thiên ứng cứu. Lúc đó, vết thương của Tả Phượng Kiều hết sức nguy cấp, Hạo Thiên vì cứu cô ta, thậm chí không tiếc hy sinh nguyên khí của bản thân, mà sau này, Tả Phượng Kiều nhìn thấy được tiềm lực của Hạo Thiên, lúc này mới âm mưu với Tả Bạch Đào biến Hạo Thiên thành lò luyện đan của mình. Mãi tới cuối cùng, sau khi Hạo Thiên mất đi tất cả giá trị lợi dụng thì mới giết chết Hạo Thiên ở trong thành Uông Tử, xác cũng bị cô ta quăng vào trong huyết ô trì. Trận chiến đó cũng chẳng phải Tả Phượng Kiều tự tay giết chết Hạo Thiên mà là nhân vật thần bí ban nãy ra tay nên mới giết được Hạo Thiên. Chỉ có điều, ngày hôm nay cô ta lại gặp phải Tiêu Chính Văn không còn là Hạo Thiên bản tính lương thiện kia nữa, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, cô ta còn chẳng đỡ nổi một đòn. Lúc này, Tả Phượng Kiều đâu còn vẻ cao ngạo của một nhân tài nữa. Ngay cả nửa thân người cũng bị Tiêu Chính Văn đánh nát nhừ, còn bị kéo đứt một cánh tay, đã thảm hại tới cực điểm. Không đợi Tả Phượng Kiều lên tiếng thêm lần nữa, Tiêu Chính Văn tiến lên trước một bước, túm lấy cổ của Tả Phượng Kiều, nhấc cô ta lên khỏi mặt đất. Với cảnh giới của cô thì sao có thể nhìn ra được tiềm năng của người khác? Năm đó cô đã vong ân bội nghĩa, giết chết Hạo Thiên, vậy thì hôm nay tôi sẽ dùng danh hiệu của Hạo Thiên. Rất rõ ràng, Tiêu Chính Văn đã chuẩn bị ra tay giết Tả Phượng Kiều. Thấy Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của 10 phán quan đột nhiên trầm xuống. Tiêu Chính Văn, tôi khuyên cậu, làm người phải giữ lấy một đường lui, La Thiên Hựu lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, lên tiếng uy hiếp. Chương 4784 nơi này dẫu sao cũng là âm phủ, hơn nữa còn ở điện thần hoàng của Tả Bạch Đào, Tiêu Chính Văn công khai giết chết Tả Phượng Kiều chẳng phải đang coi thường sự tồn tại của mấy người họ sao. Hơn nữa, nếu như hôm nay đã gài bẫy chết cho Tiêu Chính Văn, vậy thì bọn họ cũng không thể ngồi nhìn Tả Phượng Kiều bị giết. Cậu Tiêu, nơi này là âm phủ đấy, vậy nên tôi khuyên cậu đừng làm mọi việc quá tuyệt tình, nếu không cậu chỉ có một thân một mình, có thể thoát ra khỏi vòng vây sao. Trần Thiên Nam cũng bước ra khỏi đám người, cười lạnh lùng uy hiếp Tiêu Chính Văn. Gậy thế ức hiếp người ức hiếp tới cả tôi luôn rồi à? Mấy người thật sự coi Tiêu Chính Văn tôi là kiểu hiền lành như Hạo Thiên sao? Mấy người cho rằng tôi sẽ nương tay với đám trơ trẽn vô liêm sỉ như mấy người sao? Có câu này mấy người nhớ cho kỹ, đạo trời có luân hồi, không tin thì ngẩng đầu lên mà xem, ông trời tha cho yêu Tiêu Chính Văn lại tăng thêm mấy phần sức lực lên các đầu ngón tay. Tả Phượng Kiều mở to đôi mắt kinh hoàng nhìn Tiêu Chính Văn, cô ta rất muốn vùng vẫy, thế nhưng đôi tay đó của Tiêu Chính Văn lại giống như một cái kìm thép, căn bản vùng vẫy không nổi. Cậu Tiêu, cậu hà tất gì phải làm như vậy chứ? Đây chỉ là một trận đấu võ, không cần thiết phải làm cho mọi người đều không vui mà rời đi. Trần Thiên Nam tiến một bước về phía Tiêu Chính Văn, trong biểu cảm mang theo vẻ thâm độc, khí tức khắp người cũng dâng cao hơn mấy phần. Không chỉ có Trần Thiên Nam giấy lên sát khí, 10 phán quan và đám người của Điện Thần Hoàng gần như đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt ngập tràn sát khí cùng một lúc. Nếu như cậu không buông cô chủ nhà chúng tôi ra, đừng nói là thay trời hành đạo, dù là sống sót rời đi cũng là một loại ảo vọng quá cao, La Thiên Hựu cười lạnh lùng nói. Ồ, Tả Bạch Đào trở nên bá đạo như thế từ lúc nào vậy? Vào lúc mọi người đang có ý định bao vây công kích Tiêu Chính Văn. Đột nhiên có một giọng nói cực kỳ bá đạo truyền tới. Ngay sau đó, những luồng khí tức của cường giả thiên đạo cũng đổ ập tới. Phía xa, vô số chiến mã đang lao rất nhanh đến, một ông lão khoác trên mình bộ giáp nặng cưỡi một con ngựa cao to tiến đến trong nháy mắt. Thấy ông lão này, gần như tất cả mọi người đều hít sâu. Ông lão chẳng phải ai xa lạ, chính là tộc trưởng của nhà họ Hiên Viên. Đại quân mấy nghìn người đi theo phía sau ông ta. Ai đấy cũng đều uy phong lẫm liệt, khí tức kinh thiên động địa. Đại quân hàng nghìn người đó đi qua đâu là sát khí tràn lan tới đó, đặc biệt là ông lão kia, mặc dù nhìn đã cao tuổi nhưng lại có khí thế coi thường bốn phương.
Sắc mặt của đám người trong điện thần hoàng cũng đột ngột biến đổi, đây là ngự lâm quân của hoàng đế Hiên Viên. Nhà họ Hiên Viên áp chế vạn cổ, có thể gọi là sự tồn tại cấp thủy tổ của loài người. Dù là điện thần hoàng hay thập điện Diêm Vương đều kém hơn rất nhiều so với nhà họ Hiên Viên. La Thiên Hữu ban nấy vẫn mặt đầy sát khí, vào khoảnh khắc nhìn thấy ông lão thì sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng những lời cay độc của bọn họ ban nãy đã thốt ra rồi, bây giờ đành đâm lao thì phải theo lao, dù thế nào cũng không thể lùi dù chỉ là nửa bước. Chương 4785 hừ, hoàng đế Hiên Viên đã không còn nữa, hơn nữa nhà họ Hiên Viên cũng phải tuân theo quy tắc của âm phủ, đây vừa là di mệnh của hoàng đế Hiên Viên, cũng là pháp chỉ của thượng quân hậu thổ, La Thiên Hữu cố tỏ ra trấn tĩnh, lạnh lùng lên tiếng. Pháp chỉ của thượng quân hậu thổ. Ông lão đứng đầu cười khẩy, ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, giống như có thể vượt qua dòng chảy lịch sử lâu dài. Vào khoảnh khắc ông ta vừa nói dứt lời, xung quanh đột nhiên dâng lên từng luồng khí tức màu tím, bao trùm hết cả điện thần hoàng vào bên trong. Dù là thượng quân hậu thổ thì cũng sẽ không để mặc cho mấy người sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, hết lần này tới lần khác hại chết hậu bối. Năm đó Hạo Thiên chết thế nào, chắc hẳn mấy người rõ hơn ai hết. Khi ông lão gằn giọng lên tiếng, không ít người đều bị giọng nói phẫn nộ này làm cho chấn động tới thổ huyết. Ngay cả La Thiên Hữu cũng chấn động tới độ phải lùi ra sau mấy bước. Mấy người đừng quên nơi này là điện thần hoàng, La Thiên Hữu lại tiến lên trước một bước, nói với vẻ đối chọi gay gắt. Nhà họ Hiên Viên là thủy tổ của loài người, đương nhiên sẽ không bị lời uy hiếp của La Thiên Hữu dọa sợ. Điều thật sự khiến cho mọi người đang có mặt không hiểu được chính là tại sao năm đó sau khi Hạo Thiên chết, nhà họ Hiên Viên vẫn chưa báo thù mà lại yên lặng cho qua, thậm chí mãi tới ngày hôm nay sau khi mấy trăm năm đã trôi qua rồi cũng chưa từng vì chuyện của Hạo Thiên mà đi gây rắc rối với Tả Bạch Đào. Không chỉ có Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu về chuyện này mà ngay cả Trấn Bắc Vương cũng hết sức hoài nghi. Thật ra không phải nhà họ Hiên Viên không muốn báo thù cho Hạo Thiên mà là chuyện năm đó liên quan rất rộng. Thậm chí còn có dính dáng tới một số thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Mặc dù dòng dõi Hiên Viên cường thế nhưng cũng chẳng phải vô địch thiên hạ, nhà họ Hiên Viên cũng có nhân vật mà họ lo lắng và kiêng dè. Hôm nay, chuyện tương tự lại phát sinh thêm lần nữa với Tiêu Chính Văn, mà Tiêu Chính Văn còn sử dụng chính thân xác của Hạo Thiên. Điều này chẳng khác gì mấy người này định cho Hạo Thiên chết thêm lần nữa. Dù vì Tiêu Chính Văn hay vì Hạo Thiên, nhà họ Hiên Viên đều không thể để cho Tả Bạch Đào đạt được ý đồ. Nếu không thì sau này nhà họ Hiên Viên sẽ chỉ trở thành trò cười cho những thế gia khác. La Thiên Hữu, trước đây nhà họ Hiên Viên chúng tôi không so đo với mấy người là vì còn quan tâm tới đại cục của âm phủ. Thế nhưng mấy người lại muốn giết người của gia tộc chúng tôi tới hai lần, như vậy có phải đang quá xem thường nhà họ Hiên Viên rồi hay không? Chương 4786 hôm nay. Ông dám động vào một cọng lông của cậu ta, nhà họ Hiên Viên chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng, dù phải chảy cạn giọt máu cuối cùng thì cũng phải xóa bỏ điện thần hoàng của mấy người ra khỏi âm phủ. Giọng nói của ông lão chấn động cả khoảng không, giọng điệu hết sức bá đạo. Sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt của La Thiên Hữu cũng lập tức trầm xuống. Năm đó, nhà họ Hiên Viên không phải không có động tĩnh gì mà bên phía thập điện Diêm Vương và âm tư đã phải tốn rất nhiều sức lực mới áp chế được lửa giận của nhà họ Hiên Viên. Bây giờ, nhà họ Hiên Viên đã công khai lên tiếng, giờ muốn thông qua những thủ đoạn khác để ép buộc nhà họ Hiên Viên nghe theo thì đã chẳng còn khả năng nữa rồi. Đáng tiếc là thần hồn của cậu ta không phải là Hạo Thiên mà là Tiêu Chính Văn ở vùng ngoài lãnh thổ. Cũng có thể nói, chúng tôi giết Tiêu Chính Văn thì có liên quan gì tới nhà họ Hiên Viên mấy người? La Thiên Hữu nói dứt câu thì cũng không đối chọi gay gắt với ông lão nữa. Dẫu sao Điện Thần Hoàng chỉ có thể đại diện cho một mình Tả Bạch Đào chứ không thể đại diện cho cả âm tư âm phủ, chỉ dựa vào thực lực của Tả Bạch Đào thì căn bản không đủ sức mạnh để khai chiến với nhà họ Hiên Viên. Hừ, La Thiên Hữu, ông không cần phải tìm cớ nữa, dù cậu ta có là ai thì thân xác đó vẫn là của Hạo Thiên. Nếu như thân xác đã là của Hạo Thiên, vậy thì cậu ta chính là người của nhà họ Hiên Viên chúng tôi. Trong mắt ông lão lóe lên sát khí khủng bố, ngay cả bầu trời cũng bị bao phủ bởi một tầng sương trắng mờ ảo, nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ chỉ trong nháy mắt. Rất rõ ràng, ông lão lúc này cũng đang nhẫn nhịn, nếu không e rằng đã ra tay từ lâu rồi. Nói hay lắm, nếu đã như vậy thì hôm nay Điện Thần Hoàng chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa.
có điều tôi phải nhìn xem cậu ta sẽ giết Tả Phượng Kiều thế nào. La Thiên Hữu nghiến răng lên tiếng. Dẫu sao Điện Thần Hoàng cũng chẳng phải là đối thủ của nhà họ Hiên Viên, ở trước mặt cường giả, kẻ yếu căn bản không có tư cách để đàm phán. Thế nhưng hôm nay Tả Phượng Kiều xuất hiện không chỉ đại diện cho Điện Thần Hoàng mà còn là Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương. Tả Phượng Kiều cũng lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, cố chấp lên tiếng nói một câu, dựa vào anh mà cũng dám giết tôi ư. Cho anh thêm 10 lá gan nữa đấy. Cô ta tin rằng Âm Tư sẽ không bỏ mặc cô ta, dù Âm Tư không tiện tham gia vào, Tả Bạch Đào cũng sẽ nhanh chóng liên lạc với bên phía Thập Điện Diêm Vương, ít nhất Sở Giang Vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình chết trong tay Tiêu Chính Văn. Yên tâm, trước khi viện binh của cô tới, tôi sẽ không giết cô đâu, Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng, nói. Láo xược, cậu dám động vào cô ta thử xem. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, trên bầu trời đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới. Một luồng khí tức điên cuồng cũng đổ ập xuống theo, nháy mắt đã ép lui khí thế của dòng dõi Hiên Viên. Hai luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, gần như chia đôi bầu trời. Trong một luồng khí tức đáng sợ đầy máu, lập tức nhuộm máu nửa bầu trời. Chương 4787 trong màn máu đó, vô số bóng người xuất hiện, tất cả đều mặc áo giáp, tay cầm đao. Không hề thua kém gì tộc Hiên Viên, thực lực đủ để chống lại tộc Hiên Viên. Khiến mọi người đều chấn động. Đặc biệt là ông lão áo đen dẫn đầu, mái tóc dài bạc trắng xõa trên vai, đôi mắt đỏ như máu đầy sát khí, mạnh ngang với ông lão tóc bạc của tộc Hiên Viên. Chỉ một ánh mắt của ông ta cũng đủ để khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sức ép nặng nề. Huyết ngục của nhánh chính hình thiên cũng là chỗ dựa của Tả Bạch Đào ở âm phủ đã chính thức lộ diện thân phận. Với cục diện hiện tại, đây không còn là trận đấu giữa Tả Phượng Kiều và Tiêu Chính Văn nữa, mà là trận chiến đẫm máu giữa hai thế lực. Lúc này, đại diện của các thế gia cũng lần lượt rời khỏi hiện trường, hiển nhiên không ai muốn nhúng tay vào cuộc tranh chấp này. Nhánh chính hình thiên cũng là một trong những thế lực lớn trong âm phủ, mặc dù giống tộc Hiên Viên, lâu rồi chưa xuất thế, nhưng không ai dám coi thường bọn họ. Thấy người của nhánh chính hình thiên, La Thiên Hữu cười nhạt, phất tay. Một vài tia sáng trong điện thành hoàng phóng thẳng lên trời. Một luồng sức mạnh bao phủ ngàn dặm, khí tức của tộc Hiên Viên bị ép lui. Hiên Viên Ngự, ông còn muốn tiếp tục không? La Thiên Hữu đắc ý hỏi. Trước khi điện thành hoàng quả thực thua kém nhà họ Hiên Viên, nhưng bây giờ đã hình thành cục diện hai chọi một, nhà họ Hiên Viên đã thất thế, nếu hai bên giao đấu thì nhà họ Hiên Viên sẽ bị tiêu diệt. Ông lão tóc bạc phía nhánh chính tộc Hiên Viên chính là Hiên Viên Ngự. Đối mặt với thế cục một chọi hai này, ông ta tự tin có thể phá hủy Điện Thành Hoàng, thậm chí là giết được Tả Bạch Đào. Nhưng kết quả là tộc Hiên Viên lại bị đối phương tấn công, thậm chí từ này về sau không thể khôi phục lại nổi. Nhánh chính hình thiên là một thế lực không thể coi thường ở thời Hoàng đế, sau mấy nghìn năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thực lực chắc chắn không thua kém tộc Hiên Viên. Chỉ riêng tinh thần chiến đấu của tộc hình thiên cũng đủ khiến các thế lực ở âm phủ đau đầu. Hình thiên trước đây là vô cùng mềm yếu, nhưng con cháu của hình thiên đều cực kỳ hung tợn. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu còn dám giết cô chủ nhà chúng tôi sao? Cho cậu mượn 10 lá gan e rằng cậu cũng phải ngoan ngoãn thả người thôi. La Thiên Hữu chế nhạo. Tả Phượng Kiều đang bị Tiêu Chính Văn bóp cổ, càng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khinh thường, chỉ cần Tiêu Chính Văn không phải kẻ ngốc thì sẽ không dám động vào một sợi tóc của cô ta. Tiêu Chính Văn. Anh La đã cho cậu đường lui rồi, tôi khuyên cậu đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, như vậy sẽ chỉ khiến cậu mất mặt mà thôi. Tiêu Chính Văn, người ta có câu thế lực mạnh hơn con người. Nơi đây là âm phủ, không phải vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục. Ở âm phủ, một mình cậu có thể làm gì chứ? Cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Trần Đình Chi thản nhiên đe dọa. Chương 4788 một mình cậu mà cũng dám chém giết âm phủ sao? Cậu coi âm phủ như trốn không người đấy à? Nếu anh đồng ý với yêu cầu của nhà họ Trần thì đâu đến mức rơi vào bước đường này. Thật nực cười, Trần Thành cũng phụ họa theo. Cho cậu 3 giây, lập tức thả Tả Phượng Kiều ra, nếu không thì chết. Người đứng đầu nhánh chính hình thiên là Thiên Phạt lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến Thiên Phạt, quay lại nhìn hai anh em nhà họ Trần. Các người thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn tôi có thể bắt nạt dễ dàng sao? Mặc kệ người khác như thế nào, nhưng riêng hai người thì đừng mong sống sót rồi khỏi nơi này.
Nghe vậy, hai anh em Trần Thiên Nam cười lớn. Trần Thiên Nam chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu còn không bảo vệ nổi mình, vậy mà còn dám uy hiếp chúng tôi. Thật nực cười, Trần Đình Chi cười lớn nói, cậu nghĩ nơi đây là vùng ngoài lãnh thổ, có thể mặc cậu chơi đùa sao? Cậu đề cao bản thân quá rồi đấy. Trần Thành vỗ đùi cười lớn, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn dám uy hiếp chúng tôi? Đúng là không biết sống chết. Lúc này, ba người nhà họ Trần không hề chú ý đến sắc mặt của La Thiên Hựu trở nên vô cùng khó coi. Ngoại trừ ba người nhà họ Trần, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cực kỳ nghiêm túc, thậm chí bọn họ đã có thể cảm nhận được một trận chiến lớn sắp xảy ra. Lớn chuyện rồi, ABC Mây nhìn ba người nhà họ Trần với ánh mắt phức tạp. Các người còn tâm trạng cười à? La Thiên Hựu không chịu nổi nữa, quát lớn. Thấy La Thiên Hựu nổi giận, ba người nhà họ Trần đều sững sờ. Lúc quay đầu lại nhìn La Thiên Hựu, bọn họ mới phát hiện ra bầu trời phía sau ông ta đã xuất hiện ngàn vạn tia sáng từ lúc nào. Giữa vạn tia sáng, một thanh giáo đỏ rực có khả năng hủy diệt trời đất đang phóng về phía bên này. Một người phụ nữ với dáng người uyển chuyển như tiên nữ, chắp tay sau lưng, bay theo phía sau thanh giáo kia. Mặc dù người phụ nữ đó vô cùng xinh đẹp, nhưng không có ai dám nhìn lần thứ hai. Bởi vì thanh giáo đó chính là giáo đoạn hồn, một trong 10 thần vật ở âm phủ. Chủ nhân của giáo đoạn hồn càng đáng sợ hơn, chính là Đầu Nguyên Thánh Mẫu, người cai quản hỏa diệm địa ngục. Thánh Mẫu Đầu Nguyên, sao bà ta cũng đến góp vui vậy? La Thiên Hựu kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Không chỉ ông ta mà ngay cả đám người của nhánh chính hình thiên cũng kinh hãi nhìn về phía Thánh Mẫu Đầu Nguyên. Vãn bối xin chào Thánh Mẫu Đầu Nguyên. Không biết bà đến có chuyện gì? La Thiên Hựu tiến lên một bước, chắp tay chào rồi cung kính nói. Thánh Mẫu Đầu Nguyên là nhân vật lớn phụ trách nhất ngục, không chỉ điện thành hoàng của Tả Bạch Đào chắc chắn không thể sánh bằng, mà ngay cả nhánh chính hình thiên cũng phải nể mặt vài phần. Chương 4789 hôm nay điện thành hoàng thật náo nhiệt nên tôi cũng muốn đến góp vui, thả lỏng xương cốt. Sao thế, ông có ý kiến gì à? Thánh Mẫu Đầu Nguyên nhìn Tả Thiên Hựu, khiến đám người phía sau sợ đến mức mồ hôi như mưa. Ông ta nào dám phản đối? Người phụ nữ này nổi tiếng hung ác ở âm phủ, chỉ cần không nghe lời sẽ hủy diệt cả gia tộc. Như vậy còn chưa đủ, cho dù là linh hồn, cũng sẽ bị bà ta bắt xuống địa ngục hỏa diệm, cho đến khi linh hồn bị hủy hoại hoàn toàn mới thôi. Không, tôi không dám. Tôi chỉ muốn hỏi Thánh Mẫu đến để giúp Tiêu Chính Văn sao. Mặc dù La Thiên Hựu sợ hãi, nhưng ông ta vẫn phải hỏi rõ mục đích của Thánh Mẫu Đầu Nguyên. Ông dám thăm dò ý của tôi sao? Còn không mau cút ra cho tôi. Thánh Mẫu Đầu Nguyên quát lớn, La Thiên Hựu vội vàng lùi ra sau mấy bước, không dám nói bậy bạ nữa. Mặc dù bà ta không nói rõ, nhưng người tinh ý có thể hiểu được mục đích lần này đến đây của bà ta là để giúp đỡ Tiêu Chính Văn. Cục diện lập tức thay đổi, có thêm Thánh Mẫu Đầu Nguyên và Hiên Viên Ngự, cục diện càng trở nên tế nhị hơn. Ngay cả 10 vị phán quan cũng trở nên nghiêm nghị. Diễn biến của chuyện này nằm ngoài dự đoán của đám người Điện Thành Hoàng, ai có thể ngờ rằng Thánh Mẫu Đầu Nguyên lại đột nhiên đứng về phía Tiêu Chính Văn vào thời khắc then chốt này chứ? Các người thật sự cho rằng tôi không có chỗ dựa ở âm phủ, mà lại dám một mình xông vào ứng chiến sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Chuyện này thật ra có liên quan đến nhà họ Bạch. Trương Nghi từng đến âm phủ cùng Thủy Hoàng Đế, hơn nữa còn có giao tình với rất nhiều người. Thánh Mẫu Đầu Nguyên luôn ngưỡng mộ dáng vẻ anh dũng của Trương Nghi, trong hàng nghìn năm qua, hai người vẫn luôn trao đổi thư từ, vì vậy lần này Thánh Mẫu Đầu Nguyên cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn. Như Tiêu Chính Văn đã nói, nếu không chắc chắn, sao anh có thể một mình đến âm phủ? Tất cả những điều này là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài, từ khi Điện Thần Long tiến vào đế khư, Trương Nghi và Tiêu Chính Văn vẫn chưa từng cắt liên lạc. Chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Cái gì, cậu, thì ra cậu đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi. Lúc này, La Thiên Hựu mới ngộ ra. Lúc trước, bọn họ đã thiết kế sẵn bẫy để Tiêu Chính Văn nhảy vào, nhưng đến bây giờ bọn họ mới nhận ra người mắc bẫy là bọn họ. Tiêu Chính Văn không chỉ có sự ủng hộ của tộc Hiên Viên, mà còn có sự giúp đỡ của Thánh Mẫu Đầu Nguyên. Có thể nói bọn họ mới là người trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bây giờ Đầu Nguyên Thánh Mẫu đã đích thân đến.
dù là Tả Bạch Đào ra mặt cũng thấp kém hơn người ta. Huống gì lúc này Tả Bạch Đào không ở Điện Thành Hoàng mà đang ở chỗ Sở Giang Vương bàn luận về vấn đề làm thế nào thâu tóm vùng ngoài lãnh thổ và thế tục sau khi Tiêu Chính Văn chết. Chương 4790. Nhưng Tả Bạch Đào không ngờ sẽ xảy ra cớ sự lớn như vậy, dù Tả Bạch Đào có đích thân ra mặt cũng không thể bình ổn được một trận chiến lớn hôm nay chứ đừng nói đến việc ông ta không có ở Điện Thành Hoàng. Lúc này Thiên Phạt bị giáo đoạn hồn vây chặt, không thể nhúc nhích, dù ông ta dám động đậy ngón tay, giáo đoạn hồn sẽ lập tức đâm chết ông ta. Hơn nữa dù Đầu Nguyên Thánh Mẫu giết ông ta ngay tại đây thì nhà họ Hình cũng không dám đến tận cửa động vào Đầu Nguyên Thánh Mẫu. Nói cách khác hôm nay ông ta có chết cũng chỉ có thể là chết một cách vô ích. Thấy tình thế đột nhiên xảy ra sự biến chuyển lớn như thế, sắc mặt Trần Thiên Nam cũng trở nên khó coi. Vốn dĩ họ cứ nghĩ Tiêu Chính Văn chỉ đến âm phủ một mình, chỉ có thể dựa vào thế lực của nhà họ Trần nhưng ai mà ngờ đằng sau Tiêu Chính Văn không chỉ có nhà họ Hiên Viên làm chỗ dựa mà ngay cả Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng xuống núi. Lúc đầu họ còn nghĩ nhánh chính Hình Thiên có thể chèn ép được nhà họ Hiên Viên. Cộng thêm thế lực của Điện Thành Hoàng, Tiêu Chính Văn vẫn chỉ có thể chấp nhận, nhưng Đầu Nguyên Thánh Mẫu đột nhiên xuất hiện, người nhà họ Trần như bị hắt một gáo nước lạnh. Biết trước việc sẽ đi đến nước này, lúc đầu họ không nên có ý định gì với Tiêu Chính Văn mà cứ thế thuận nước đẩy thuyền, giả vờ đứng về phía Tiêu Chính Văn, trả ơn nghĩa cho anh, nhà họ Trần vừa có thể không tham dự vào chuyện này, vừa có thể được Tiêu Chính Văn nhìn nhận. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã muộn rồi. Họ đã có mối thù với Tiêu Chính Văn, hai bên chỉ có thể đối đầu lẫn nhau. Chuyện này, sao có thể Tả Phượng Kiều không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn? Trước đây cô ta cũng nghĩ Tiêu Chính Văn chỉ ở ngoài lãnh thổ không thể có chỗ dựa vững chắc giống bố con nhà họ Trần, chỉ cần Điện Thành Hoàng và nhà họ Hình ra mặt thì có thể bóp chết Tiêu Chính Văn. Nhưng điều khiến cô ta không ngờ đến là Tiêu Chính Văn không chỉ có chỗ dựa mà còn là người mà ngay cả Điện Thành Hoàng cũng không đắc tội được. Nơi này vốn dĩ là địa bàn của cô, trong mắt cô dù tôi có thể thắng cũng sẽ sợ hãi thế lực của cô, không thể bại trong tay cô. Thậm chí chỉ cần cô đồng ý, tôi phải nghe theo sự sắp xếp của cô, đúng chứ? Nhưng tiếc là cô không nên tính bản tính này, càng không nên dùng đến thủ đoạn đê tiện, nếu không phải các cô ỷ thế ức hiếp người khác, có lẽ tôi sẽ tha cho cô một mạng. Nhưng giờ xem ra e là không thể giữ lại mạng cho cô rồi. Nói rồi Tiêu Chính Văn vung tay hất văng Tả Phượng Kiều xuống đất. Ngược lại xoay người đi về phía nhà họ Trần. Chẳng phải lúc nãy các người cười rất sảng khoái sao? Cười tiếp đi. Tiêu Chính Văn từng bước ép đến gần, dù là Trần Thiên Nam hay Trần Đình Chi cũng đều cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ đã bao vây lấy hai người. Mặc dù hai người đều là cao thủ thiên cảnh nhưng ngay cả Tả Phượng Kiều cũng không phải là đối thủ một chiêu của Tiêu Chính Văn. Thì họ sao có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn chứ? Anh La, Trần Đình Chi không thể giữ được bình tĩnh nữa, hét lớn tên La Thiên Hựu. Tiêu Chính Văn. Chương 4791. La Thiên Hựu vừa muốn bước đến, Thiên Phạt đã kéo ông ta lại lắc đầu nói, vì hai con chó mà không tiếc mạng sống của mình. Nói rồi Thiên Phạt nhìn về hướng Đầu Nguyên Thánh Mẫu. La Thiên Hựu dùng mình, nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn lùi về sau. Chẳng phải nhà họ Trần các người nói có thể đảm bảo cho tôi bình an rời khỏi âm phủ sao? Xem ra hình như các ông còn không tự bảo vệ được mình nữa kìa, Tiêu Chính Văn cười nhạo, lạnh lùng nhìn ba người nhà họ Trần. Bố, chúng ta phải làm sao đây? Trần Thành hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn, bật khóc nhìn Trần Thiên Nam. Phụt, Trần Thiên Nam chưa kịp lên tiếng, con dao quân đội năm cạnh đã bay ra, thoáng chốc đã đánh Trần Thành thành vô số mảnh. Tiêu Chính Văn. Cậu dám giết người nhà họ Trần, cậu đừng quên nhà họ Trần tôi cũng là gia tộc lớn ở ngoài lãnh thổ, lẽ nào cậu không sợ đến lúc đó nhà họ Trần tính sổ với cậu sao? Trần Thiên Nam thấy con trai mình bị Tiêu Chính Văn đánh chết, thi thể không được toàn thây, ánh mắt hiện lên đầy tia máu, tức giận hét lớn. Đến giờ ông vẫn còn muốn áp bức tôi bằng nhà họ Trần sao? Lẽ nào ông không động não một chút xem, tôi biết rõ ông là người nhà họ Trần mà tại sao còn dám giết các ông? Hơn nữa không ngại nói cho ông biết, ngày nào Trần Huy Tổ là người Điện Thần Long thì đời này đều là anh em của Tiêu Chính Văn tôi, nếu ông ta có chút tổn hại nào ở nhà họ Trần thì nhà họ Trần các ông chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Nếu nhà họ Trần ông dám làm hại tính mạng của ông ta, cho dù là âm phủ hay ngoài lãnh thổ, nhà họ Trần cũng sẽ không còn tồn tại. Vừa dứt lời,
Tiêu Chính Văn vung một đấm lên đánh vào Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam chưa kịp phản ứng thì giáo đoạn hồn đã vây chặt lấy Trần Thiên Nam, thấy nắm đấm của Tiêu Chính Văn đang đánh về phía mình nhưng Trần Thiên Nam lại không thể nhúc nhích. Dầm, Trần Thiên Nam thậm chí còn không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đã bị Tiêu Chính Văn đánh thành vũng máu. Tiêu Chính Văn, cậu dám, Trần Đình Chi thấy người nhà họ Trần liên tiếp chết trong tay Tiêu Chính Văn cũng không thể nhịn được nữa, khí tức xung quanh bỗng dâng cao. Tiêu Chính Văn, cậu đừng quên nơi này là âm phủ, La Thiên Hữu cũng nói. Không lâu nữa ông cũng sẽ đi theo họ thôi, Tiêu Chính Văn rời mắt nhìn sang La Thiên Hữu. Cậu dám ra tay đánh tôi, vẻ mặt La Thiên Hữu và những người đằng sau ông ta thay đổi. Các ông, không chỉ các ông mà còn họ nữa, Tiêu Chính Văn chỉ vào 10 phán quan kia, cười mỉa nói. Gì cơ, cậu? Chương 4792 10 phán quan cũng ngạc nhiên đến ngây người bởi câu nói của Tiêu Chính Văn. Không thì sao, chẳng lẽ các ông nghĩ tôi đến âm phủ chỉ vì một mình Tả Phượng Kiều thôi sao? Một nhân vật nhỏ như cô ta đáng để tôi tốn công sức vậy sao? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa sải bước đi về phía đám người La Thiên Hữu. Sắc mặt La Thiên Hữu thay đổi, dù đằng sau Tiêu Chính Văn có Đẩu Nguyên Thánh Mẫu, họ cũng không thể buông tha chịu chết. Ngay sau đó 10 phán quan và người của Điện Thành Hoàng đều toát cả khí tức mạnh mẽ, sát khí ngùn ngụt nhìn Tiêu Chính Văn. Dù là chết thì họ cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn chết cùng. Hiên Viên Ngự cũng bước ra trước, hàng ngàn tinh kỵ nhà họ Hiên Viên cũng bước đến gần đám người La Thiên Hữu. Không nhọc các vị ra tay, tôi tự mình giải quyết. Khí tức của Tiêu Chính Văn cũng rất đáng sợ, khí tức của rồng mạnh mẽ lập tức dâng lên. Năm thần rồng xuất hiện bên cạnh Tiêu Chính Văn cùng lúc, thân rồng to lớn lập tức bao vây lấy Điện Thành Hoàng. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Lẽ nào Tiêu Chính Văn định hủy luôn cả Điện Thành Hoàng? Quan trọng nhất là nơi này còn có 10 phán quan của cung Sở Giang Vương, giết 10 phán quan đồng nghĩa với việc gây thù với Sở Giang Vương. Mặc dù Sở Giang Vương không thể đánh đến ngoài lãnh thổ nhưng sau này hai bên sẽ không chạm mặt nhau nữa sao? Tục ngữ có câu con người cuối đời chỉ có cái chết. Nhưng mọi người còn chưa hoàn hồn, Tiêu Chính Văn đã ra tay với đám người La Thiên Hữu. Rầm, tiếng rồng gầm vang lên, một con thương long màu vàng lao thẳng đến chỗ đám người La Thiên Hữu. Thấy thế La Thiên Hữu hoảng hốt. Ông ta đã nhìn ra thực lực kinh người của Tiêu Chính Văn, thậm chí Tả Phượng Kiều cũng không phải là đối thủ của anh. Mặc dù ông ta đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi Tiêu Chính Văn ra tay thật, ông ta mới hiểu tại sao trước đây đám người Juda lại thua Tiêu Chính Văn chỉ trong một ngày. Thực lực của đối phương có thể hình dung bằng từ khủng khiếp, cộng thêm cơ thể của Hạo Thiên, vốn dĩ đã bị Tiêu Chính Văn liên tục cường hóa đến mức đáng sợ. Một đòn tấn công của Tiêu Chính Văn có thể đáng sợ hơn một đòn của Tả Phượng Kiều vừa bị đánh bại lúc nãy. Thấy Tiêu Chính Văn đã ra tay với La Thiên Hữu, vẻ mặt 10 phán quan cũng thay đổi. Nếu lúc này không hợp sức với La Thiên Hữu thì họ chỉ sẽ bị tấn công. Nhưng không để họ ra tay, một đòn tấn công quyết tuyệt của Tiêu Chính Văn đã cách La Thiên Hữu trong vòng gang tấc. Chương 4793 vù vù. Trong tay La Thiên Hữu bỗng xuất hiện một sợi dây xích màu đen tuyền, đây là xích câu hồn, cũng là một trong những con bài cuối cùng của La Thiên Hữu. Lúc nãy khi đánh nhau, La Thiên Hữu đã bị ép đến mức phải rút con bài cuối cùng của mình ra. Có thể thấy sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn đáng sợ đến mức nào. La Thiên Hữu vung tay, sợi dây xích màu đen vung lên đánh về phía thương long màu vàng. Cùng lúc đó 10 phán quan do Trần Đình Chi dẫn đầu cũng đồng loạt ra tay. 10 cao thủ thiên cảnh cấp 2 cùng lúc bao vây tấn công Tiêu Chính Văn, mặc dù trong số họ không có cao thủ thiên cảnh cấp 3 nhưng ưu thế là người đông. Thoáng chốc những tia sáng đầy màu sắc bao phủ cả bầu trời. Ngay cả không gian cũng trở nên méo mó. Đối mặt với đòn tấn công cuồng bạo như muốn hủy diệt trời đất này, Tiêu Chính Văn chỉ cười khẩy, sau đó đứng thẳng người nghênh đón đòn tấn công của 10 phán quan, rồi anh ra tay đánh về hướng đó. Khi 10 phán quan tung ra hết các tuyệt chiêu, chỉ trong nháy mắt, nơi đó lập tức bị ánh hào quang bao phủ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ dựa vào một mình cậu mà cũng muốn giết toàn bộ chúng tôi ư? Rõ ràng là nói chuyện viển vông, La Thiên Hữu vừa nói dứt lời thì lại tung ra sợi xích đen xì kia, một luồng khí tức chết chóc khủng bố lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn.
Sợi xích màu đen này được gọi là xích câu hồn bởi vì nó có thể khiến cho thần hồn của người bị trọng thương. Lúc này, lấy khu vực mà mấy người Tiêu Chính Văn đang đứng làm trung tâm, bên trong phạm vi mười mấy dặm đều bị ánh sáng trắng bao trùm, căn bản không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Một đòn của nhiều người như thế bên phía đối diện, anh ta thật sự có thể chống đỡ nổi sao? Trong đám người vẫn đang đứng bên cạnh quan sát trận đấu, có người lên tiếng nghi hoặc. Chống đỡ nổi, căn bản không thể nào. Đó là đòn liên thủ của 10 phán quan, dù có Sở Giang Vương ở đây thì e rằng cũng sẽ tan thành cho bụi cả thôi. Hừ, Tiêu Chính Văn, chịu chết đi. Một phán quan trong số đó giơ bút phán quan lên và vẽ ra một chữ triện thời thượng cổ, mang theo uy áp đất trời cổ xưa, đàn áp xuống từ khoảng trời phía trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Trong số mọi người, chỉ có mấy người Juda và Hisanaen là nhìn cảnh tượng trước mắt với biểu cảm nghiêm trọng. Mồ hôi ABC mây chảy đầm đìa nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể nhìn xuyên qua màn ánh sáng trắng chói mắt đó, trông thấy tình hình bên trong. Tiêu Chính Văn dùng sức mạnh của bản thân đối kháng với sát chiêu có 102 của 10 phán quan, hơn nữa còn chẳng có chút thương tích nào. Anh cứ như thiên thần. Lại một loạt đòn công kích cuồng bạo nữa trôi qua, chỉ thấy Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, cao ngạo đứng giữa khoảng trời. Chương 4794 chuyện này sao có thể? Cậu lại, khi ánh sáng trắng dần tan đi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Không chỉ có 10 phán quan kinh hoàng tới trợn mắt há mồm, ngay cả miệng của đám người đang đứng xem xung quanh cũng đủ để nhét vừa một quả trứng gà. Ban nãy là đòn hợp lực của 10 phán quan đó, hơn nữa đây là trận đấu sinh tử, bất cứ ai cũng sẽ không hề nương tay. Hơn nữa đối diện với đòn đánh điên cuồng của bọn họ, Tiêu Chính Văn căn bản không hề né tránh mà đối kháng trở lại. Chỉ riêng điểm này đã đủ để nhìn ra thân xác của Hạo Thiên đã được Tiêu Chính Văn nâng cao sức mạnh tới độ nào. Đây lẽ nào thật sự là cơ thể của Hạo Thiên sao, dù thế nào thì La Thiên Hựu cũng không dám tin vào mắt mình. Phải biết rằng, cơ thể của Hạo Thiên vẫn luôn ngâm trong huyết ô trì, mặc dù chỉ có mấy trăm năm ngắn ngủi, thế nhưng thân xác của Hạo Thiên đã bị tà khí ăn mòn từ lâu rồi. Đừng nói là độ mạnh của thân xác, e rằng còn chẳng thể so bì với xác chết bình thường. Sao có thể chống đỡ nổi đòn đánh khủng bố như vậy của bọn họ? Hơn nữa, La Thiên Hữu chính là người đã sắp xếp kế hoạch để hại chết Hạo Thiên năm đó, đương nhiên ông ta hiểu rõ thân xác của Hạo Thiên rốt cuộc đã cường hãn tới mức độ nào. Chỉ là khi xưa lúc Hạo Thiên còn sống, thân xác của anh ta còn lâu mới đạt được tới ngưỡng như hiện tại, nếu không thì Hạo Thiên cũng chẳng thể bị bọn họ giết chết. Không chỉ có La Thiên Hữu chấn động mà ngay cả Tả Phượng Kiều cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Nếu như năm đó Hạo Thiên có cơ thể mạnh mẽ như vậy, đừng nói là cô ta, dù là Tả Bạch Đào đích thân ra tay thì cũng chẳng thể giết được Hạo Thiên. Vấn đề là Tiêu Chính Văn mới có được thân xác này bao lâu? Lâu nhất cũng không quá một tháng. Chỉ một tháng ngắn ngủi đã khiến cho thân xác của Hạo Thiên mạnh tới độ này, đây là thủ đoạn khủng khiếp tới mức nào cơ chứ? Mặc dù bên trong có công lao của Tiêu Chính Văn, thế nhưng đồng thời ở một phương diện khác cũng phản ánh được tiềm lực thật sự của Hạo Thiên. Cái gọi là gỗ mục không thể khắc, bùn lầy vĩnh viễn không thể đỡ được tường. Tiêu Chính Văn có thể khiến cho cơ thể của Hạo Thiên mạnh tới ngưỡng này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế đã đủ để chứng minh tiềm lực của Hạo Thiên rồi. Vậy thì cũng có thể nói, trận chiến giữa Tả Phượng Kiều và Hạo Thiên tại Thành Uông Tử năm đó, bên trong chắc chắn có rất nhiều ẩn tình không thể cho người khác biết. Ôi, tiếc cho thiên phú hơn người của Hạo Thiên, Hiên Viên Ngự nhìn cảnh tượng này mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Nếu như Hạo Thiên không chết, vậy thì thành tựu ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không thua kém Tiêu Chính Văn trước mắt. Chương 4795 đáng tiếc là một thiên tài như vậy lại bị người ta hãm hại và phải bỏ mạng khi còn quá trẻ. Đám người của nhà họ Hiên Viên lúc này cũng đều rơi những giọt lệ đầy bi phẫn. Đáng tiếc là người chết không thể sống lại, dù là ở âm phủ hay là ở thế tục, chết đi sống lại vĩnh viễn đều chỉ có thể là một thần thoại mà thôi. Chả trách năm đó ngay cả Điện Minh Vương cũng chủ động đi lôi kéo anh ta. Hạo Thiên quả thật có điểm hơn người, Juda không khỏi tán thưởng một câu. Chỉ cần cho Hạo Thiên thời gian, anh ta nhất định có thể đạt được chiến lực ngang ngửa với Tiêu Chính Văn bây giờ. Lẽ nào là tôi sai rồi sao, Tả Phượng Kiều lúc này lòng như cho tàn, niềm tin cuối cùng của cô ta cũng sụp đổ theo. Nếu như năm đó cô ta không hãm hại Hạo Thiên mà liên kết với anh ta,
vậy thì sao có thể chuốc lấy nỗi nhục nhã ngày hôm nay? Tiêu Chính Văn lúc này cũng đoán được cái chết của Hạo Thiên chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thật ra Tiêu Chính Văn chỉ cải tạo cơ thể này một chút mà thôi, thế nhưng kết quả lại khiến cho nó bộc phát ra được chiến lực kinh người. Người giống như vậy sao có thể bị mấy kẻ kém cỏi như Tả Phượng Kiều dễ dàng giết chết? Và lại, cơ thể của Hạo Thiên ngâm trong huyết ô chỉ đã mấy trăm năm, nếu như không phải Hạo Thiên có thiên phú hơn người thì e rằng đã không chống đỡ nổi sự ăn mòn của tà khí và trở thành một đống thịt thối nát rồi. Giết, La Thiên Hựu gầm lên một tiếng, lại lao tới giết Tiêu Chính Văn. Dù thân xác này của Hạo Thiên có mạnh bao nhiêu thì hôm nay giữa bọn họ và Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ là trận đấu sinh tử một mất một còn. Vậy nên ông ta cũng chẳng kịp đắn đo nhiều như vậy, hiện giờ ông ta chỉ có một suy nghĩ chính là giết chết Tiêu Chính Văn. Mười phán quan cũng bị tiếng gầm này của ông ta kéo trở về thực tại, đồng loạt ra tay, lao về phía Tiêu Chính Văn mà chém giết. Dù cậu có mượn thân xác của cậu ta thì cũng có làm sao. Xích câu hồn này của tôi cũng có thể lôi thần hồn của cậu ra ngoài, La Thiên Hựu vung mạnh dây xích đen xì trong tay, hướng thẳng về phía cổ của Tiêu Chính Văn. Nếu như đã chẳng thể phá hoại thân xác của đối phương, vậy thì phải lôi thần hồn của Tiêu Chính Văn ra khỏi thân xác đó thôi. Chỉ cần mất đi thân xác, Tiêu Chính Văn sẽ không thể chiến đấu lâu dài, tới lúc đó chắc chắn sẽ vì thần hồn tiêu tán mà chết. Nhìn thấy xích câu hồn đã cuốn lên trên cổ Tiêu Chính Văn. Trên mặt La Thiên Hựu liền lộ ra một nụ cười hiểm ác. Dù là ai, chỉ cần bị xích câu hồn cuốn lấy cổ thì thần hồn chắc chắn sẽ rời khỏi thân xác. Chương 4796 dù là Thủy Hoàng đế năm đó, dù là những đế vương được đất trời công nhận thì cũng chẳng thể đối kháng được với xích câu hồn. Chỉ là La Thiên Hựu vẫn chưa kịp cười ra thành tiếng, nụ cười của ông ta đã lập tức đông cứng trên mặt. Bởi vì một giây sau, sợi xích đen xì kia đã trở nên nát vụn. Chuyện này không thể nào. Xích câu hồn của tôi sao có thể vỡ vụn cơ chứ? La Thiên Hựu trợn trừng hai mắt, nhìn đoạn xích sắt còn lại trong tay với vẻ không dám tin. Thần hồn của Tiêu Chính Văn tôi đâu phải là thứ mà ông có thể dễ dàng lấy đi. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói. Khụ, cùng lúc xích câu hồn trở nên nát vụn thì La Thiên Hựu cũng phun ra một ngụm máu lớn. Ông ta không những chẳng thể kéo được thần hồn của Tiêu Chính Văn ra khỏi thân xác đó mà ngược lại vì xích câu hồn nát vụn mà còn bị cắn trả. Mười phán quan còn lại cũng đồng loạt ngây dại. Xích câu hồn đó cũng là một trong số 10 thần vật của âm phủ, đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường, dù là những nhân tài có tu vi tối cao hoặc là đế vương trong nhân gian thì cũng chẳng ai có thể thoát được khỏi xích câu hồn. Chứ đừng nói là khiến cho xích câu hồn trở nên nát vụn. Rất rõ ràng. Bọn họ đã tiến vào trong một cục diện chết chóc rồi. Tiêu Chính Văn vừa dùng cơ thể mạnh mẽ của Hạo Thiên, đồng thời còn đủ để khắc chế thần long do khí tức của rồng thật hóa thành. Như vậy thì bọn họ còn biết đánh kiểu gì nữa đây? Gần như phương diện nào cũng bị Tiêu Chính Văn áp chế và giới hạn. Vào khoảnh khắc mười phán quan đang ngẩn ra, Tiêu Chính Văn đã lao tới chém giết chỉ trong nháy mắt. Chỉ thấy một tia sáng màu vàng rạch ngang bầu trời. Một ngôi sao đỏ lóe lên từ lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ mang theo khí tức càn quét bốn phương cứ thế xuất hiện. Một giây sau, một màn mưa máu cứ thế phun ra, ngay sau đó, một phán quan trong số đó hóa thành bụi máu và tan biến trong không trung. Sau khi vị phán quan đầu tiên chết, một vị phán quan khác cũng bị Tiêu Chính Văn đánh thành xương máu. Tiêu Chính Văn cầm thanh giáo dài liệt long màu đỏ, thanh giáo như rồng bay khắp nơi. Sát khí chấn động cả hư không. Tiêu Chính Văn lúc này như thần tiên giáng thế, bất khả chiến bại. Mười vị phán quan đều không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, những người còn lại còn chưa kịp quản ứng, đã bị Tiêu Chính Văn đánh cho tán loạn. Mỗi khi mũi giáo phóng ra đều sẽ có một người hóa thành xương máu, giết chết tất cả, không chừa một ai. Lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn trận chiến sinh tử trong hư không đến mức không nói nên lời. Chương 4797 đó là 10 vị phán quan của cung Sở Giang Vương, ai cũng là cao thủ, nhưng trong tay Tiêu Chính Văn, bọn họ chỉ như mớ rau, có thể chém chết bằng một chiêu. Ngay cả Thánh Mẫu Đầu Nguyên cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trên trung toàn mùi máu, xương máy gần như nhuốm đỏ nửa bầu trời. Mặc dù những người ở đây đều không hề lương thiện gì, bình thường đã nhìn thấy đủ cảnh máu me. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Bởi vì những người chết không phải là người bình thường,
mà ai cũng là cao thủ thiên cảnh. Ai trong số họ cũng là người khiến bọn họ phải ngưỡng mộ. Ai cũng có thể quét sạch một thế lực nhỏ, thậm chí trong rất nhiều thế gia còn không có nổi một vị cao thủ thiên cảnh. Những người này đều là cao thủ đỉnh cao, vậy mà lúc này tính mạng của bọn họ chỉ như cọng cỏ, mặc Tiêu Chính Văn chém giết tùy ý. Vụt, một ngôi sao đỏ xuyên qua ngực người cuối cùng, người đó lập tức biến thành xương máu, tản ra trong hư không. Một giây sau, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện trước mặt Trần Đình Chi và La Thiên Hựu. Sau trận chiến vừa rồi, hai người bọn họ đã bị thương nặng, một cánh tay của Trần Đình Chi đã bị chặt đứt. Cả người La Thiên Hựu be bét máu, thậm chí nửa cơ thể đã bị đánh nát. Thấy Tiêu Chính Văn đi về phía mình, La Thiên Hựu và Trần Đình Chi toát mồ hôi lạnh. Không ngờ trong giới thế tục lại có người như vậy, chẳng trách đám người ở vùng ngoài lãnh thổ lại bị cậu chơi đùa trong lòng bàn tay. Trần Đình Chi vừa nói vừa ho ra máu, vết thương cũng chảy rất nhiều máu. La Thiên Hựu không nói được câu nào, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với khuôn mặt trắng bệch. Sức chiến đấu của đối phương kinh khủng đến mức khiến ông ta nghi ngờ nhân sinh. Tiêu Chính Văn còn chưa đến 30 tuổi, một tên nhãi sao có thể mạnh đến vậy? Thật ra, tất cả đều theo lời các người nói mà thôi. Nếu các người không dở nhiều chiêu trò như vậy thì sẽ không thua thảm hại như ngày hôm nay. Tiêu Chính Văn túm lấy cổ La Thiên Hựu, dùng sức bẻ một cái. Đầu của La Thiên Hựu rơi xuống, lăn đến trước mặt Trần Đình Chi. Cậu Tiêu, nhà họ Trần chúng tôi có giao tình với cậu. Chúng tôi cũng vì muốn giúp cậu rời khỏi nơi này, cho nên mới, ông ta còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã chế nhạo, giúp tôi rời đi hả? Thái độ vừa rồi của các ông không giống muốn giúp tôi rời khỏi âm phủ chút nào, ngược lại là muốn thừa nguy hãm hại thì đúng hơn. Chương 4798-2 Có một số người không biết quý trọng sinh mệnh, thật ra tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến nhà họ Trần, nhưng các ông lại không biết điều, tự đâm đầu vào chỗ chết thì đừng đổ lỗi cho người khác. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã tung một cú đấm, Trần Đình Chi còn không kịp hét lên, Tiêu Chính Văn đã đấm ông ta thành xương máu. Máu của Trần Đình Chi bắn tung tóe lên mặt và người của Tả Phượng Kiều, khiến cô ta sợ hãi hét lên, nhìn Tiêu Chính Văn, cơ thể vô thức lùi lại phía sau. Giờ phút này trên người Tô ta đầy máu, không còn dáng vẻ cao ngạo lúc trước nữa. Anh, bọn họ đã lên đường rồi, nếu không có cô bầu bạn cùng, bọn họ sẽ cô đơn lắm đấy. Tiêu Chính Văn bước lên, dẫm lên vết máu trên mặt đất, đi tới chỗ Tả Phượng Kiều. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì tại sao lúc đầu còn làm vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tả Phượng Kiều, giọng nói đó dường như xuyên qua không gian và thời gian. Khiến Tả Phượng Kiều run lên. Cô ta nhớ lại cảnh tượng mình được Hạo Thiên cứu giúp, lần đầu gặp, Hạo Thiên vô cùng cao lớn uy nghiêm, ở bên cạnh Hạo Thiên, cô ta cũng từng cảm thấy ấm áp. Mỗi nụ cười của anh ta khiến người ta cảm thấy như một làn gió xuân. Nhưng đáng tiếc là tất cả đã trở thành dĩ vãng. Phụt, một âm thanh nặng nề vang lên, một cái đầu bay lên cao. Cô gái xinh đẹp một thời giờ đã biến thành cái xác. Toàn bộ điện thành hoàng rộng 100 km, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người đều không dám thở mạnh. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng. Từ trước đến nay, không chỉ vùng ngoài lãnh thổ coi thường giới thế tục mà ngay cả âm phủ cũng chưa từng coi giới thế tục ra gì. Vì những nhân vật lớn trong giới thế tục đều đã tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, hàng nghìn năm nay, giới thế tục thậm chí còn không có một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng nào. Những người như Bạch Khởi đều đã tiến vào chiến trường ở vùng ngoài vũ trụ, trong thời gian ngắn không thể trở về vùng ngoài lãnh thổ, càng không có khả năng bảo vệ giới thế tục. Bốn cậu chủ và năm đại danh sơn trong giới thế tục chỉ là hư danh trong mắt âm phủ, thậm chí còn không đủ tư cách để bọn họ liếc nhìn. Ngay cả anh em Điền Văn và Khổng Tề Thiên hoàn toàn không đủ tư cách để thách thức âm phủ. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã phá vỡ cái nhìn của mọi người về giới thế tục. Một mình Tiêu Chính Văn bước vào âm phủ, còn chém đầu 10 vị phán quan, tiêu diệt hàng chục thị vệ trong điện thành hoàng. Tính cách này, phương pháp như Phật như ma này càng khiến đám người âm phủ mở mang tầm mắt. Không chỉ vậy, ngay cả ABC Mây và Zoda được nhiều thế lực trong âm phủ ngưỡng mộ, nhưng cũng lần lượt bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Chương 4799 có thể nói,
chuyến đi lần này của Tiêu Chính Văn gần như đã quét sạch các thế lực trong âm phủ. Đây là lần đầu tiên trong hàng ngàn năm qua âm phủ bị người trong giới thế tục xử lý. Hiên Viên Ngự do dự vài lần, cho đến khi thi thể của Tả Phượng Kiều ngã xuống đất, ông ta mới tiến lên, chắp tay nói với Tiêu Chính Văn, cảm ơn cậu Tiêu đã báo thù cho Hạo Thiên. Tiêu Chính Văn cũng không để ý nhiều, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý không cần khách sáo. Sắc mặt của ABC Mây cũng vô cùng khó coi. Bọn họ đã nhận được tin tức từ các thế lực, cho dù thế nào cũng không thể để Tiêu Chính Văn rời khỏi âm phủ. Nói cách khác, tất cả mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo, các thế lực đáng sợ trong âm phủ, thậm chí là những nhân vật ở ẩn cũng sẽ đối đầu với Tiêu Chính Văn. Nếu trước đây âm phủ chỉ đánh gục lòng tin của người trong giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ, thì giờ phút này, Tiêu Chính Văn đã thật sự trở thành cái gai trong mắt âm phủ, đâm vào da thịt. Một mình Tiêu Chính Văn đã liên tiếp giết chết hơn chục cao thủ thiên cảnh, nếu thả Tiêu Chính Văn về vùng ngoài lãnh thổ thì chẳng phải là thả hổ về rừng sao. Điều quan trọng nhất là tộc Hiên Viên đang đứng về phía Tiêu Chính Văn, Thánh Mẫu Đẩu Nguyên cũng đích thân đứng ra bênh vực cho Tiêu Chính Văn, thế lực đứng sau này lớn mạnh đến mức nào. Một người như vậy chỉ cần có thêm thời gian thì sau này các thế lực ở âm phủ sẽ không thể khống chế nổi nữa. Vì vậy, lãnh đạo cấp cao của âm tư đã tập hợp lại bàn bạc mưu kế loại bỏ Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn đã được nhà họ Hiên Viên mời về đền Hiên Viên. Đền Hiên Viên nằm trên đỉnh núi Đại Hắc ở âm phủ, phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể thấy sơn hà vạn dặm. Tất cả thành viên của tộc Hiên Viên đã xếp hàng trước cửa núi, chờ đón Tiêu Chính Văn. Mọi người đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn và phát hiện ra anh chỉ là một chàng thanh niên chưa đến 30 tuổi. Tiêu Chính Văn nhìn Thánh Mẫu Đẩu Nguyên với vẻ thờ ơ. Tôi nghe nói Thánh Mẫu từng có quan hệ với tộc Hiên Viên, không biết có đúng không? Tiêu Chính Văn cũng biết một số thông tin liên quan đến Thánh Mẫu Đẩu Nguyên từ trong Thiên Sơn Thư Lục. Nghe Tiêu Chính Văn hỏi vậy, Thánh Mẫu Đẩu Nguyên thở dài, thật ra tôi có mối thù truyền kiếp với tộc Hiên Viên. Ồ, Tiêu Chính Văn nhìn Thánh Mẫu Đẩu Nguyên với vẻ khó hiểu. Thật ra, tôi vốn là truyền nhân của nhánh chính Chiến Thần, sau khi Chiến Thần chết, vì sợ bị Hoàng đế truy sát, tôi đã trốn ở âm phủ. Thánh Mẫu Đẩu Nguyên nói, từ xưa đến nay ở Hoa Quốc, chỉ có một người có thể được gọi bằng cái tên Chiến Thần, người đó là Sivu. Chương 4800 Đẩu Nguyên Thánh Mẫu vừa nói thế, Hiên Viên Ngự và tất cả người nhà họ Viên Hiên cùng đưa mắt nhìn sang Đẩu Nguyên Thánh Mẫu. Thảo nào bà ta đã có thể kiểm soát ngục từ mấy ngàn năm trước. Với xuất thân và lai lịch của bà ta, dù thống nhất 18 ngục cũng không phải không có khả năng. Nhưng cũng chính vì Đẩu Nguyên Thánh Mẫu cực kỳ khiêm tốn mới không bị Thượng Quân Hậu Thổ tính sổ. Thật ra Thượng Quân Hậu Thổ có quan hệ thân thiết với Hoàng đế, trận chiến của Hoàng đế và Sivu năm đó có thể giành được thắng lợi cũng có liên quan đến Thượng Quân Hậu Thổ. Thế nên Hoàng đế mới được xem là tổ tiên của loài người chứ không chỉ là người khai lập của Hoa Quốc. Lúc Hoàng đế còn sống, ngoài thiên giới mà Đế Tuấn thống trị, cho dù là nhân gian hay âm phủ đều do một mình ông ta quản lý. Đây cũng là lý do tại sao trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép loài người ngày càng suy thoái. Thật ra sau khi Chiến Thần chết, người của bộ tộc cũng không phải tham sống sợ chết giống tôi, nhưng những người không cam lòng thất bại đều chết thảm trong trận chiến đó như Hình Thiên. Nói rồi Đẩu Nguyên Thánh Mẫu quay sang nhìn Hiên Viên Ngự và người nhà họ Viên Hiên. So với những người khác, vẻ mặt của Hiên Viên Ngự tự nhiên hơn rất nhiều. Cụ thể mà nói, ân oán của nhánh chính Hoàng đế và nhánh chính Sivu đã hoàn toàn được hóa giải sau khi Hoàng đế thăng thiên. Từ sau khi Hoàng đế và Huyền Nữ thăng thiên, cả Hoa Quốc hợp thành một thể, từ đó không còn thù oán nữa. Hơn nữa dù nể mặt Tiêu Chính Văn, Hiên Viên Ngự cũng không tiện nhắc đến chuyện cũ, cũng không thể ra tay đánh Đẩu Nguyên Thánh Mẫu trong tiệc mừng của Tiêu Chính Văn chứ. Cái chết của Hạo Thiên là thế nào, Tiêu Chính Văn nhìn sang Hiên Viên Ngự nói. Cái chết của Hạo Thiên không đơn giản như truyền thuyết nói. Hiên Viên Ngự hít sâu một hơi, hơi nhíu mày nói, hai, thật ra sở dĩ nhà họ Hiên Viên chúng tôi chuyển đến âm phủ vẫn là vì năm đó Hoàng đế và Đế Tuấn gây thù với nhau. Sau khi Hoàng đế thăng thiên, Đế Tuấn tuyên chiến với tộc người, tiếc là ngoài Hoàng đế ra, trong tộc người không có ai là đối thủ của Đế Tuấn cả. Vì để không liên lụy đến cả loài người, Hiên Viên Ngự tôi cũng chỉ đành trốn đến âm phủ.
được thượng quân hậu thổ giúp đỡ mới hóa giải ân oán ngày xưa với Đế Tuấn. Hiên Viên Ngự cũng không giấu giếm Tiêu Chính Văn gì cả, kể lại chuyện xưa của nhà họ Hiên Viên. Thật ra Tiêu Chính Văn cũng biết được sự tình cụ thể trong đó trong Thiên Sơn Thư Lục, nhất là trận đại chiến giữa Đế Tuấn và loài người, càng khiến vô số đại tài ngày xưa đều gặp thảm hại. Điều này mới dẫn đến sau này khi Đế Tuấn nghênh chiến thế lực ngoài vũ trụ đã mất đi trợ thủ đắc lực. Mặc dù chúng tôi đã ẩn náu đến âm phủ, nhưng trong thế tục vẫn có người muốn tiêu diệt luôn nhánh chính Hiên Viên. Hơn nữa mấy người này có cấu kết với Thập Điện Diêm Vương và Âm Tư, âm thầm lên kế hoạch chèn ép nhánh chính Hiên Viên. Hiên Viên Ngự lại than thở nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.